Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 163. Phượng hồn cổ thành, một chỗ vắng vẻ địa vực. Tà Phượng Tử dẫn một đám người đang ở vội vã tìm kiếm cái gì, theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn càng khó coi. Tìm cho ta, hôm nay nếu tìm không thấy, toàn diện đầu người rơi xuống đất. Tà Phượng Tử tàn nhẫn hết sức, trên người sát ý không thêm mảy may che giấu. Nhưng mà, bọn họ đã đem phiến địa vực này lật toàn bộ, vẫn như cũ không thấy được Lăng Phong bóng dáng. Phượng Tử, cái kia Lăng Phong có phải hay không đã chạy ra Phượng Hồn Cổ Thành? Tà Phượng Tử một cái cấp dưới lấy dũng khí nói. Trốn, cửa thành phong bế, hắn có thể chạy đi đâu? Tà Phượng Tử cười lạnh nói, huống hồ, tiên tổ đã ở trên người hắn đánh một dấu ấn, hắn là không thể nào chạy thoát được Phượng Hồn Cổ Thành. Nói đến trong miệng hắn tiên tổ, Tà Phượng Tử trong mắt lại vẻ kính sợ. Kiếm Hồng Trần, lần trước mối thù, ta Tà Phượng Tử tất báo không thể nghi ngờ. Trong đầu hắn lại bỗng nghĩ tới Tiêu Phàm biệt hiệu, lạnh giọng nói, tiên tổ vốn xếp hạng thứ 11, lại bị ngươi chen mất một cái thứ tự, ngươi liền đợi đến tổ tiên trả thù a. Mặc dù Tiêu Phàm tấn cấp vạn tộc thiên tài bảng người thứ 11, có thể Tà Phượng Tử vẫn như cũ không coi trọng Tiêu Phàm. Một cái là tân tấn thiên tài, một cái là lịch cổ thiên kiêu, lại làm sao có thể đánh đồng với nhau đây? Cho ta tiếp tục tìm, Tà Phượng Tử tức giận quát ầm lên. Giết Lăng Phong, đối với hắn mà nói chỉ là một cái phương diện, trọng yếu hơn chính là nghĩ ra được Lăng Phong trong tay tổ tước chi. Phượng Tử, cũng đúng lúc này, chân trời một thanh âm vang lên, chỉ thấy một bóng người lảo đảo nghiêng ngã hướng về Tà Phượng Tử vị trí chạy nhanh đến, trên người khắp nơi đều là vết máu, bộ dáng 10 điểm chật vật, thê thảm. Người này không phải người khác, chính là trước đó bị Tiêu Phàm sáng một bạt tai tuần tra thủ vệ, chỉ là hắn đem mình chỉnh càng thêm thê thảm mà thôi. Tà Phượng Tử thấy thế, lông mày hơi nhíu, tìm tới Lăng Phong. Không có, tuần tra thủ vệ cúi đầu, quỳ gối Tà Phượng Tử trước người nói. Tất nhiên không tìm được, còn chưa cút, Tà Phượng Tử không có chút nào thèm quan tâm thương thế trên người hắn, ngược lại sát khí nặng nề nói. Nếu là bình thường, mặt hàng này hắn há lại sẽ nhìn thẳng vào. Nếu như không phải hắn vì lấy được tổ tước chi, cũng sẽ không như vậy tự thân đi làm. Phượng Tử, có người đến Phượng Hồn Cổ Thành quấy rối, nói. Tuần tra thủ vệ vội vàng bái nói, chỉ là câu nói sau cùng kia lại nói không nên lời. Nói cái gì, Tà Phượng Tử lông mày nhíu lại, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Nói nhường ngươi lăn đi nhận lấy cái chết, tuần tra thủ vệ dọa cho phát sợ, nói một hơi đi ra. Làm càn, không đợi Tà Phượng Tử tức giận, hắn một cái thuộc hạ liền một cước đạp bay tuần tra thủ vệ, đằng đằng sát khí. Cái kia tuần tra thủ vệ trong lòng phiền muộn hết sức, cái này cũng không phải là ta nói, ta chỉ là truyền lại một lần ý tứ của người khác mà thôi, liên quan gì đến ta. Nhưng mà, Tà Phượng Tử thuộc hạ lại vẫn không có buông tha hắn dự định, một hồi lâu quyền đấm cước đá, tuần tra thủ vệ muốn khóc tâm tư đều có. Người nọ là ai? Bộ dáng gì? Tà Phượng Tử gọi lại những người kia, mặt âm trầm nói. Tuần tra thủ vệ toàn thân xương vỡ vụn không ít, liền đứng lên đều có chút cố hết sức, trong lòng hối hận hết sức, sớm biết liền không nói câu nói kia. Thuộc hạ không biết hắn, bất quá biết rõ hắn bộ dáng. Tuần tra thủ vệ thấp thỏm nói, lấy tay vung lên, hư không lập tức hiện ra một tấm lạnh như băng khuôn mặt. Cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng, vậy mà tìm đến. Tà Phượng Tử một cái thuộc hạ khinh thường nói. Chỉ là lời còn chưa dứt, thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại, phía sau lời nói xinh xinh nuốt xuống, con người cũng kịch liệt co rút lại một chút, đều là vẻ kinh hãi. Tà Phượng Tử sắc mặt cũng biến thành dị thường khó chịu, sát khí nặng nề quát ầm lên, Kiếm Hồng Trần. Lần trước vô duyên vô cớ bị Tiêu Phàm hành hung một trận, Tà Phượng Tử trong lòng còn cất giấu một hơi đây, bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm lại dám chủ động đưa tới cửa. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Kiếm Hồng Trần, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tà Phượng Tử hất lên áo bào, phẫn nộ nói, theo ta đi. Lời còn chưa dứt, Tà Phượng Tử liền hướng lấy chân trời lao đi, hắn một cái thuộc hạ nhấc lên tuần tra thủ vệ đi theo. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, khắp nơi lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, một mảnh thê lương. Nhưng mà lúc này, Tà Phượng Tử bọn họ trước đó tìm kiếm qua địa phương, một gốc cổ thụ đột nhiên chấn động một cái,
sau đó một cái bạch bào thanh niên từ cổ thụ bên trong đi ra. Bạch bào thanh niên ngọc diện như quan, anh tuấn phi phàm, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, xem xét chính là người bị thương nặng bộ dáng. Kiếm Hồng Trần, đây không phải là lão tam biệt hiệu sao? Bạch bào nam tử thần sắc hơi động một chút, cau mày. Hắn không phải người khác, chính là đã từng rời đi Lăng Phong. Trầm tư chốc lát, Lăng Phong khẽ cắn môi, nói, không được, lão tam gặp nguy hiểm, dù cho đánh bạc cái mạng này, cũng không thể để hắn xảy ra chuyện, hắn vẫn chờ thi vũ đây. Nghĩ vậy, Lăng Phong lập tức cũng lặng yên không tiếng động đi theo. Phượng Hồn Cổ Thành, Tiêu Phàm vẫn như cũ lăng không mà đứng, nhàn nhạt nhìn xem hắn trước người là mấy cái tuần tra thủ vệ. Theo nửa canh giờ càng ngày càng gần, mấy cái kia tuần tra thủ vệ dọa đến toàn thân run rẩy lên. Xem ra, ta Phượng Tử không quan tâm mạng của các ngươi. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, nói ai tới trước đây. Nói lấy, Tiêu Phàm đã nâng tay phải lên, tùy thời chuẩn bị động thủ. Đại nhân, việc không liên quan đến chúng ta a, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Mấy cái tuần tra thủ vệ cầu xin vẻ mặt, quỳ gối hư không không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng ta xem ra, các ngươi là làm nhiều việc ác. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, muốn giết Lăng Phong, không phải làm nhiều việc ác thì là cái gì chứ? Giờ phút này, trong lòng của hắn thế nhưng là kìm nén một hơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Kiếm Hồng Trần, cũng đúng lúc này, một tiếng quát chói tai từ đằng xa truyền đến, lại là Tà Phượng Tử dẫn một đám người đằng đằng sát khí phi nhanh mà tới. Xem ra các ngươi đã không có giá trị lợi dụng, Tiêu Phàm quét nơi xa một cái, nhe răng cười một tiếng. Nói xong, mấy cái kia tuần tra thủ vệ không chút do dự trốn hướng bốn phương tám hướng, có thể Tiêu Phàm thân thể bỗng chia ra làm sáu, một đòn đánh bể mấy người thế giới, phế bỏ bọn hắn tu vi. Mà hắn, lại tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, nhàn nhạt nhìn về chân trời Tà Phượng Tử. Công tử, lúc này, U Ma đám người nghe tin chạy đến, lạnh lùng nhìn xem Tà Phượng Tử đám người, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Kiếm Hồng Trần, không biết là ai cho ngươi dũng khí, Phượng Hồn Cổ Thành không phải địa phương của ngươi dương oai. Tà Phượng Tử biểu tình hung sắc, lại khôi phục trước kia tự tin. Tiêu Phàm thần sắc như thường, cổ quái nhìn xem Tà Phượng Tử nói, lần trước tha cho ngươi một mạng, xem ra là dư thừa. Hừ, tự cho là vận khí tốt đánh bại Long U Vũ, liền có thể không coi ai ra gì sao. Tà Phượng tộc có thể giết chính là ngươi bó lớn người ở. Tà Phượng Tử khinh thường nói. Một bộ xoay người làm chủ nhân bộ dáng, thái độ không phải bình thường phách lối. Xem ra, sau lưng ngươi là có người cho ngươi chỗ dựa. Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem Tà Phượng Tử nói. Có thế nào, Tà Phượng Tử vẻ mặt ngạo nghễ, nói, xem ra ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, biết rõ sợ. Sợ, Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, không, ta chỉ là đang nghĩ, ngươi một cái không còn gì khác phế vật, hẳn là còn không dám cùng ta kêu gào. Đám người không khỏi trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Người này là ai, lại dám nói đường đường Phượng Tử, chỉ là một cái phế vật. Nếu như Tà Phượng Tử cũng là phế vật, vậy bọn hắn chẳng phải là phế vật cũng không bằng. Rất nhiều phượng tộc sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm một câu, đem bọn hắn những người này đều mắng tiến vào, để bọn hắn vô cùng khó chịu. Chờ chút, vừa mới Tà Phượng Tử gọi hắn cái gì? Hình như là Kiếm Hồng Trần. Tà Phượng Tử còn nói hắn chiến thắng Long U Vũ, Kiếm Hồng Trần, vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng 11 Kiếm Hồng Trần. Tê phía dưới tu sĩ không khỏi truyền đến hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm, trên người nội ý cùng sát ý toàn bộ đều tan thành mây khói. Tà Phượng Tử ở vạn tộc thiên tài bảng vẻn vẹn xếp hạng hơn 400 mà thôi, ở xếp hạng 11 Tiêu Phàm trước mặt, không phải phế vật thì là cái gì chứ? Nghĩ đến bản thân vừa mới vậy mà chuẩn bị cùng Tiêu Phàm động thủ. Bọn họ liền trong lòng phát lạnh, bọn họ mới thật sự là muốn chết không thể nghi ngờ. Tà Phượng Tử sắc mặt lạnh lùng, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà càng ngày càng không ai bị nổi. Hừ, ngươi chiến thắng Long U Vũ lại như thế nào, hôm nay, ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Tà Phượng Tử lạnh giọng nói. Đã từng, bọn họ năm đại Phượng Tử Hoàng Nữ mới là phượng tộc cao cao tại thượng nhân vật, người bình thường cùng bọn hắn nói một câu cũng là cả đời vinh dự. Tiêu Phàm trong mắt hắn, nhiều nhất chẳng qua là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi,
nơi nào sẽ thả trong mắt hắn. Tà Phượng Tử vẫn như cũ còn đắm chìm trong đi qua, hoàn toàn không có ý thức được, hiện tại sớm đã không phải bọn họ những cái này Phượng Tử Hoàng Nữ thời đại. Đúng rồi, người nói Long U Vũ, vài ngày trước, bị ta làm thịt. Tiêu Phàm đùa bỡn móng ngón tay, thờ ơ nói. Cái gì? Tà Phượng Tử sắc mặt đột nhiên đại biến, đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, không có khả năng, ngươi cho rằng ngươi là ai, thánh đế cảnh sao? Liền xem như thánh đế cảnh, cũng không giết chết Long U Vũ. Đừng nói Tà Phượng Tử không tin, tất cả mọi người ở đây đều không tin. Chỉ là bọn hắn lại không thể không tin, bởi vì vạn tộc thiên tài bảng bên trên Long U Vũ danh tự xác thực biến mất. Danh tự biến mất, chỉ có một loại khả năng, kia liền là chết. Một người chết danh tự, là sẽ không xuất hiện ở trên vạn tộc thiên tài bảng. Vô tri người, vĩnh viễn là như vậy vô tri. Tiêu Phàm chậm rãi ngẩng đầu, không còn cùng Tà Phượng Tử nói nhảm, nhẹ nhàng phất phất tay nói, giết. Là, U Ma đám người cung kính đáp, bỗng nhiên bộc phát ra hết sức khí tức mạnh mẽ, bay thẳng Tà Phượng Tử bọn họ đi. Thánh đế cảnh, Tà Phượng Tử đám người sắc mặt đại biến, nhất là nhìn về phía U Ma thời khắc, càng là dọa đến toàn thân phát lạnh. U Ma ở đại đế cảnh thời điểm, liền có thể ổn vượt qua hắn, bây giờ đột phá thánh đế cảnh, như thế nào hắn có thể địch. Phượng Tử đi mau, Tà Phượng Tử thuộc hạ thấy thế, vội vàng kêu to, ngay sau đó không chút do dự ngăn tại Tà Phượng Tử trước người, ngăn lại U Ma bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ đánh giá quá thấp U Ma bọn hắn thực lực, còn chưa tới gần, bọn họ liền bị một cỗ cường hoành lực lượng tung bay. Tà Phượng Tử vừa định trốn, liền bị U Ma một quyền oanh trúng ngực, trọng trọng nhập vào trong thành trong đường phố. Cường hoành lực lượng phá hủy trong thành chỉ kiến trúc, bụi bặm đầy trời, che khuất bầu trời. Ngọc Kỳ Tử mấy người xuất thủ cũng 10 điểm quyết đoán hung ác, Tà Phượng Tử một đám thuộc hạ, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền bị toàn bộ đánh ngã trên mặt đất, một mảnh kêu rên. Ta để các ngươi giết, không nghe thấy sao? Đang lúc Ngọc Kỳ Tử bọn họ chuẩn bị thỉnh công thời khắc, Tiêu Phàm thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở tại bọn hắn bên tai. Ngọc Kỳ Tử ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ở trong này giết Phượng Hoàng tộc. Nếu là bình thường, cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám, đây chính là triệt để trở thành Phượng Hoàng tộc địch nhân A. Nhưng Tiêu Phàm mệnh lệnh, bọn họ không dám vi phạm, sau đó giữ tợn hướng về những cái kia bị thương Phượng Hoàng tộc tu sĩ đi đến. Kiếm Hồng Trần, ngươi là chuẩn bị cùng ta Phượng Hoàng tộc không chết không thôi sao? Tà Phượng Tử ngửa mặt lên trời quát chói tai, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Ngươi còn không đại biểu được Phượng Hoàng tộc, liền Tà Ngục Huyết Phượng nhất tộc ngươi đều không đại biểu được. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, những người này muốn giết huynh đệ của hắn, Tiêu Phàm lại làm sao có thể thuộc hạ lưu tình đây? Giết, nhìn xem hơi kinh ngạc Ngọc Kỳ Tử đám người, Tiêu Phàm lại lạnh lạnh như băng phun ra một chữ. Tựa như sự kiên nhẫn của hắn đã đến cực hạn. Ngọc Kỳ Tử mấy người nơi nào còn dám chần chờ, trưởng cương rơi xuống, trực tiếp đánh giết Tà Phượng Tử một đám thuộc hạ. Nơi xa, U Ma một tay bấm Tà Phượng Tử cổ, vừa mới chuẩn bị dùng sức bóp, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ mãnh liệt mà tới. Lan, U Ma nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái tay khác dùng hết toàn lực oanh sát mà ra. Răng rác, một đạo trưởng cương từ trong con ngươi của hắn hiện lên, ngay sau đó U Ma chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người tính cả Tà Phượng Tử bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn xem đem hắn đánh bay cái kia trưởng cương chủ nhân. Ở ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong, lại là thấy được một đạo huyết bào thân ảnh, lạnh lùng theo dõi hắn, giống như bị một con rắn độc tiếp cận một dạng. Chủ yếu nhất là, cái này huyết bào thân ảnh ở đánh bay hắn về sau. Vậy mà rơi vào một người mặc huyết sắc phượng bào huyết phát thanh niên sau lưng, trong mắt đều là vẻ cung kính. Phải biết, hắn đã đột phá đến thánh đế cảnh A, không nói quét ngang đại đế cảnh tất cả địch, có thể đại bộ phận thánh đế cảnh tiền kỳ tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nhưng đè xuống, cái kia huyết phát thanh niên một cái thuộc hạ đem hắn đánh bay, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây. Vội vàng thời khắc, U Ma mượn lực tốc độ cao nhất lui lại, rất nhanh liền xuất hiện ở Tiêu Phàm sau lưng. Trong tay còn cầm Tà Phượng Tử. Bị một cái có uy tín thánh đế cảnh đánh lui, không có gì sỉ nhục. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Thánh đế cảnh, U Ma nhìn qua đối diện cái kia đánh bay máu của hắn bảo thân ảnh,
lúc này mới thở dài một hơi, người kia hào hùng như vậy thần lực, xác thực hẳn là thánh đế cảnh không thể nghi ngờ. Chỉ là kể từ đó, bọn họ mấy cái này thánh đế cảnh, có thể chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Tiên tổ, cứu ta! Tà phượng tử người đối diện xuất hiện, lập tức dùng hết toàn lực cầu cứu. U ma chỗ nào lại cho hắn làm càn, trực tiếp một cái tay hung hăng nắm được tà phượng tử cổ, tà phượng tử lại cũng nhả không ra một chữ. Nói thêm một chữ nữa, vặn nát đầu của ngươi. U ma lau đi máu tươi trên khóe miệng, hung hăng trừng tà phượng tử một cái. Thả hắn, có thể để các ngươi tự sát. Lúc này, đối diện cái kia huyết sắc phượng bào thanh niên nhàn nhạt mở miệng, hắn đứng chắp tay, tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Để Tiêu Phàm bọn họ tự sát, dường như là đối Tiêu Phàm bọn họ lớn nhất ban ân, trong giọng nói lộ ra một loại không cho phép phủ định khí thế. Đám người hơi kinh hãi, người này là ai, vậy mà biết rõ trước mắt chính là Kiếm Hồng Trần, nhưng như cũng không cho mảy may mặt mũi. Bạch ma mí mắt của bọn họ cũng hơi hơi nhảy lên, chính là ma thái hư đều không có như vậy phách lối a, người này chẳng lẽ so ma thái hư còn lợi hại hơn. Giết a, chỉ có Tiêu Phàm thần sắc như thường, lãnh đạm nhìn chăm chú huyết sắc kia phượng bào thanh niên nói. U ma kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ngay sau đó trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, bấm tà phượng tử cổ tay trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn. Mà hắn một cái khác bàn tay, lại là hung hăng chụp về phía mi tâm. U ma một bàn tay, dù sao cũng là thánh đế cảnh công kích, một trường này bổ xuống, tà phượng tử tuyệt đối thần hồn câu diệt. Đám người nín thở ngưng thần, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, đó là cái ngoan nhân a. Liền tà phượng tử cũng dám giết, còn có cái gì là hắn không dám làm. Ong ong chỉ là, U ma trưởng cương còn chưa tới gần, tà phượng tử mi tâm đột nhiên chán phóng nhức mắt ánh sáng màu đỏ ngòm, một cái quang trưởng đón lấy tà phượng tử trưởng cương. Phịch một tiếng, U ma trưởng cương khẽ run lên, cả người không khỏi lui về phía sau mấy bước. Là thánh tướng, đám người giật mình. Sau đó lấy lại tinh thần, tà phượng tử dù sao cũng là tà ngục thần phượng nhất tộc thiên chi kiêu tử, tại sao lại khả năng không có lão tổ thánh tướng hộ thể đây? Hồng hộc, chỉ là, còn không chờ bọn hắn tới kịp cao hứng, một đạo huyết sắc kiếm quang bỗng tại hư không nở rộ. Sau một khắc, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, kinh hãi nhìn xem đạo kia huyết sắc thánh tướng. Chỉ thấy huyết sắc kia thánh tướng một phân thành hai, sau đó hóa thành vô số quang vũ tiêu tán trên không trung. Tà ngục thần phượng nhất tộc thánh tướng, vừa mới xuất hiện, vậy mà liền đã chết. Đám người không biết vì sao, bọn họ căn bản không thấy được là ai ra tay. Chỉ có bạch ma cùng u ma số ít mấy người nhìn rõ ràng phát sinh chuyện gì, bọn họ toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là kinh ngạc. U ma càng sợ hãi hơn không thôi, hắn nhưng là chân thiết cảm nhận được cái kia thánh tướng thực lực, căn bản không kém gì hắn a. Nhưng Tiêu Phàm vẻn vẹn một đòn, liền trực tiếp đánh tan thánh tướng, bậc này thực lực, liền hắn đều không bằng a. Nếu như không phải thật sự thiết nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, đại đế cảnh Tiêu Phàm so đột phá thánh đế cảnh hắn còn kinh khủng hơn. Lúc này, làm u ma lấy lại tinh thần thời khắc, càng là kinh ngạc không thôi, chỉ thấy lòng bàn tay hắn tà phượng tử đã không có bất luận cái gì âm thanh, hiển nhiên đã chết không thể chết lại. Hắn giờ mới hiểu được. Tiêu Phàm vừa rồi một kích kia, không chỉ có đánh tan cái kia thánh tướng, càng là đánh chết tà phượng tử. Mà Tiêu Phàm, từ đầu đến cuối vẫn như cũ đứng chắp tay, tựa như cái gì cũng không làm một dạng. Đối diện huyết sắc phượng bào thanh niên lông mày nhíu lại, quanh thân màu đỏ hỏa diễm thiêu đốt, hắn đột nhiên duỗi ra ngón tay chỉ Tiêu Phàm, trong mắt sát ý không giảm mảy may. Hô, lúc này, một bóng người bỗng nhiên bắn ra, mục tiêu tập trung vào Tiêu Phàm. Sát khí bốc lên. Hiển nhiên, đây là huyết sắc phượng bào thanh niên mệnh lệnh, Tiêu Phàm dám làm trái hắn ý tứ, liền phải chết. Tiểu tử, ta tới ứng phó hắn. Bạch ma ngăn tại Tiêu Phàm trước người, hắn cũng muốn thử xem bản thân thực lực hôm nay đạt đến tầng thứ gì. Tiêu Phàm không có mở miệng, hiển nhiên là chấp nhận. Huyết bào nhân thực lực không yếu, nhưng là vẻn vẹn thánh đế cảnh trung kỳ mà thôi, có thể một đòn đánh bay u ma. Cũng là u ma bất ngờ không kịp đề phòng duyên cớ. Nếu là cùng giai có thể ổn áp u ma, vậy bọn hắn cũng chưa chắc sẽ thần phục huyết sắc kia phượng bào thanh niên. Bạch ma chưa từng hóa thành bản thể,
vẫn như cũ lấy hắn bây giờ thân thể cùng cái kia huyết bào nhân chiến đấu cùng một chỗ, không ngừng kéo lên, rất nhanh liền tiến vào vực ngoại tinh không. Huyết sắc phượng bào thanh niên lúc này mới ý thức được, đối phương thực lực cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu, sắc mặt biến phải âm trầm. Ngươi thực lực, đáng giá bản đế hơi coi trọng, ngươi tên gọi là gì? Thật lâu, huyết sắc phượng bào thanh niên phun ra một câu. Tiêu Phàm thực lực như vậy, cũng vẻn vẹn mới hơi coi trọng một lần. Không thể không nói, này huyết sắc phượng bào nhân nếu không cũng không phải là bình thường cuồng vọng tự đại, nếu không phải là không phải bình thường đáng sợ. Bất quá ở Tiêu Phàm xem ra, huyết sắc phượng bào thanh niên hẳn là cái trước, hắn chỉ là không tầm thường cuồng vọng tự đại mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm không thèm để ý hắn, muốn chiến liền chiến, hắn không sợ hãi. Giết bọn hắn, nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc không nói, huyết sắc phượng bào nhân lửa giận không đánh một chỗ đến, trực tiếp hạ lệnh. Đối với không thần phục mình người, huyết sắc phượng bào nhân chưa từng có thả hắn ý rời đi, chỉ có đường chết một đầu. Phượng Trung Hoàng, dừng tay. Cũng liền ở huyết sắc phượng bào nhân sau lưng mặt khác ba cái thánh đế cảnh cường giả chuẩn bị động thủ thời khắc, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, lại là một đạo áo bào trắng thân ảnh đạp không mà lên. Ở bàn tay của hắn, còn nắm một gốc toàn thân hiện lên huyết sắc yêu dị cây nhỏ chập chờn rực rỡ quang hoa, như mộng như ảo. Tổ tước chi, hắn là Lăng Phong, không ít phượng tộc tu sĩ liếc mắt một cái liền nhận ra bạch bào nam tử thân phận, chính là Lăng Phong. Trong tay hắn huyết sắc cây nhỏ, dĩ nhiên chính là phượng hoàng tộc thánh vật tổ tước chi không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Lăng Phong trên người thời khắc lúc, trên mặt băng lãnh rốt cục tan rã, thay vào đó là mỉm cười thản nhiên. Huynh đệ nhiều năm không gặp, một mực hai bên nhớ, lo âu. Hai người chưa từng mở miệng, nhưng tất cả đều không nói lời nào. Phượng Trung Hoàng, tổ tước chi cho ngươi, để cho chúng ta rời đi. Lăng Phong đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú đối diện huyết sắc phượng bào nam tử nói. Phượng Trung Hoàng, hắn liền là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng đệ thập hai Phượng Trung Hoàng. Khó trách hắn bá đạo như vậy, nguyên lai hắn là có thực lực như vậy. Kiếm Hồng Trần xếp hạng còn ở trên Phượng Trung Hoàng đây, bất quá Phượng Trung Hoàng khẳng định không phục, bởi vì Tiêu Phàm, nhường hắn xếp hạng lui về sau một tên. Một cái là lịch cổ tuyệt thế thiên kiêu. Một cái là hậu kỳ tân tú yêu nghiệt, không biết ai mạnh hơn một bậc. Đám người nghe được Phượng Trung Hoàng ba chữ này, triệt để điên cuồng lên, nhất là Phượng Hoàng tộc tu sĩ, giống như nhìn thấy bản thân tôn kính nhất idol một dạng. Phượng Trung Hoàng cho hắn ba cái kia thánh đế cảnh cấp dưới một ánh mắt, ba người cung kính lui sang một bên. Nhìn chăm chú Lăng Phong trong tay Phượng Trung Hoàng, sau đó lãnh khốc vô tình nói, người có thể đi, nhưng hắn, phải chết. Lăng Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra lo lắng, sinh tử của hắn bản thân cũng không phải là đặc biệt quan tâm, nhưng hắn không thể để cho Tiêu Phàm xảy ra chuyện. Hắn đi, ta lưu lại. Lăng Phong ngữ khí 10 điểm quyết đoán, nếu không, tổ tước chi ngươi nằm mơ cũng đừng nghĩ lấy được. Lời còn chưa dứt, Lăng Phong trong tay cây nhỏ hình như có nhận thấy, chập chờn từng đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, tựa như đang khóc một dạng. Lăng Phong thật sâu quên ở trong tay tổ tước chi một cái, đều là nồng nặc không muốn ý tứ. Tính là ngươi hảo vận, nhặt về một cái mạng. Phượng Trung Hoàng lạnh lùng quan sát Tiêu Phàm một cái, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Nếu như không phải là vì tổ tước chi, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Tiêu Phàm. Thật không nghĩ tới, Tiêu Phàm căn bản không cần thiết hắn buông tha. Lão đại, tất nhiên ưa thích khỏa này cây nhỏ, vậy liền lưu lại đi. Lúc này, Tiêu Phàm cười đi tới Lăng Phong bên người, vỗ vai hắn một cái nói. Lão Tam, ngươi, Lăng Phong hơi kinh hãi, Tiêu Phàm bàn tay dựng trên vai của hắn dám có loại bất lực phản kháng cảm giác. Uma, mấy người các ngươi hảo hảo bảo hộ ta đại ca. Không đợi Lăng Phong phản ứng, Tiêu Phàm đã hướng đi Phượng Trung Hoàng. Lăng Phong vừa định mở miệng, lại bị Uma ngăn lại. Nói đùa cái gì, Tiêu Phàm đại ca. Bọn họ lại có thể nhường hắn thụ thương. Lăng công tử, còn mời không để cho chúng ta khó làm. Nhìn thấy Lăng Phong không hề bị lay động, Uma đắng chát cười nói, tin tưởng công tử, một cái Phượng Trung Hoàng mà thôi. Một cái Phượng Trung Hoàng mà thôi. Lăng Phong hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực đã trưởng thành đến dạng này cảnh giới.
Lăng Phong hiểu rất rõ Tiêu Phàm làm người, xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, nhìn thấy Tiêu Phàm phong khinh vân đạm bộ dáng, hắn thở sâu, vẫn là lui xuống dưới. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã cách Phượng Trung Hoàng bọn họ chỉ có mười mấy trượng khoảng cách. Đối với đại đế cảnh cường giả mà nói, khoảng cách như vậy hoàn toàn có thể không đáng kể. Phượng Trung Hoàng thần sắc lạnh lùng, đối với một cái tìm chết người, hắn xưa nay sẽ không có bất kỳ đồng tình, huống chi người này còn đối địch với hắn. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, sau lưng một cái thánh đế cảnh trung kỳ cường giả huyết bào nhân hờ hững tiến lên, giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm. Trên đời này, còn không có mấy người dám cùng thiếu chủ là địch, người chết có ý nghĩa. Thánh đế cảnh trung kỳ cường giả huyết bào nhân lạnh rên một tiếng. Thật không may, ta liền là trong đó một cái. Tiêu Phàm một tay vác sau lưng, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Cùng ma thái hư một trận chiến, hắn còn chưa có thử dò ra điểm mấu chốt của mình, bây giờ cùng thánh đế cảnh trung kỳ một trận chiến, vừa vặn thử xem bản thân bây giờ lực lượng đến cùng đạt đến trình độ nào. Chết, huyết bào nhân quát chói tai một tiếng, lách mình liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, bá đạo nắm đấm nộ oanh mà tới. Nhục thân sao, Tiêu Phàm vẻn vẹn kích động vô tận chiến huyết, liền tu la cửu biến cũng chưa từng thi triển, đồng dạng một quyền nghênh đón. Oanh, kinh thiên nổ vang chấn động đến màng nhĩ mọi người phát run, để bọn hắn kinh ngạc chính là, trung niên nam tử kia vậy mà lui về sau ba bước, mà Tiêu Phàm vẻn vẹn lui về sau một bước. Cái này, đám người lộ ra không dám tin, đây chính là thánh đế cảnh cường giả A, hơn nữa còn không phải thông thường thánh đế cảnh. Nhưng hiện tại, lại còn không bằng một cái đại đế cảnh tu sĩ. Nếu như Tà Phượng Tử còn sống, có lẽ hắn cũng sẽ mười điểm hối hận, bản thân vì sao muốn đắc tội tên sát tinh này đây. Quá yếu, Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, bất quá hắn cũng biết đại khái nhục thân của mình cực hạn, tương đương với thánh đế cảnh trung kỳ cấp độ. Đương nhiên, nếu là thi triển tu la đệ ngũ biến, nhục thân tuyệt đối có thể tay xé thánh giai pháp bảo. Giết, huyết bào nhân tức giận không thôi, bản thân đường đường thánh đế cảnh trung kỳ, nếu như ngay cả một cái đại đế cảnh đỉnh phong cũng không là đối thủ, cái kia Phượng Trung Hoàng há lại sẽ lại xem trọng hắn. Tiêu Phàm ánh mắt u lãnh, trên người nhộn nhạo như có như không lôi điện. Mắt thấy huyết bào nhân cách hắn chỉ có mấy trượng khoảng cách lúc, một cái hôi hắc sắc tuyển qua dập dờn mà ra, trực tiếp từ huyết bào nhân trên người nổi giận chém mà qua. Tu la đại thế giới. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, chỉ thấy cái kia huyết bào người thân thể bị chém một cái làm hai, nửa người trên của hắn chưa từng đình chỉ, lần nữa hướng về hắn đánh tới. Tiêu Phàm không tránh không lùi, quả đấm của hắn đan xen lôi điện, hung hăng nổ tung mà ra. Như kinh lôi nổ vang quanh quẩn tại hư không, bốn phía xuất hiện vô số rậm rạp chẳng chịt hư vô liệt phùng. Sau đó bắt đầu đại sụp đổ, cái kia huyết bào nhân nhục thân càng là nổ vang liên tục. Vẻn vẹn thời gian hô hấp, liền hóa thành chậm rãi huyết phụ. Tê tu sĩ khác thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, đây chính là kiếm hồng trần thực lực chân chính. Liền thánh đế cảnh trung kỳ đều có thể giết chết, Tiêu Phàm cũng không cho rằng bản thân giết chết cái kia thánh đế cảnh trung kỳ huyết bào nhân, đạt tới thánh đế cảnh, hắn năng lực khôi phục càng thêm kinh người, muốn giết chết quá khó khăn. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm sẽ không cho huyết bào nhân cơ hội, thần thông chọc hóa thành một đạo chớp lóe xẹt qua hư không huyết phụ, sau đó hư không truyền đến một tiếng hét thảm. Tiêu Phàm lấy tay một chảo, trong tay của hắn lập tức xuất hiện một mai huyết sắc tinh thạch, giống như một đầu huyết sắc phượng hoàng một dạng. Không sai, Tiêu Phàm hài lòng cười một tiếng, thánh đế cảnh thế giới cùng đại đế cảnh quả nhiên khác biệt, về sau mỗi giết chết một cái thánh đế cảnh. Hắn thế giới chi tâm liền không cần lãng phí. Dám giết bản đế người, người chết không đáng tiếc. Phượng Trung Hoàng con người càng khó coi, sau lưng hai cái huyết bào nhân đồng thời mà động, thẳng hướng Tiêu Phàm. Oanh, cũng đúng lúc này, không trung truyền đến một tiếng nổ vang, lại là một đạo huyết quang kích xạ mà xuống, trọng trọng nện ở bọn họ vị trí. Ở Tiêu Phàm bọn họ một phương, trống rỗng xuất hiện một đầu bạch sắc sư tử, trắng như tuyết bộ lông tại hư không phiêu đáng. Thánh khiết hoàn mỹ. Trái lại đối diện huyết bào nhân, giống như một bãi thịt nát, nằm ở đó không nhúc nhích. Lão tứ, trong đó một cái huyết bào nhân kêu sợ hãi, trước tiên nhào tới. Không cần nhìn, bản đế giết chết người, không có người nào cứu sống được. Bạch ma nhàn nhạt mở miệng,
ngữ khí bình thản như thường. Tiểu Bạch, ngươi quá chậm. Tiêu Phàm nhìn xem Bạch Ma, một trận soi mói nói. Bạch Ma nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay thế giới màu đỏ ngòm chi tâm lúc, lập tức minh bạch cái gì, 10 điểm không phục nói, hừ, ngươi còn không có thắng, vừa rồi ta còn không dùng toàn lực. Tiêu Phàm chỉ là cười không nói, chẳng lẽ vừa rồi hắn sẽ dùng toàn lực sao? Các ngươi đều phải chết. Huyết bào nhân gào thét, hai người cùng nhau hướng về Tiêu Phàm đánh tới, chỉ từ khí thế để phán đoán, hai người thực lực hẳn là so trước đó hai cái hiếu thắng một điểm. Nhưng là, có mạnh hơn cũng mạnh có hạn. U Ma, Ngọc Kỳ Tử, Cung Tử Long, cho ba người các ngươi một lần rèn luyện cơ hội. Tiêu Phàm đứng chắp tay, cũng không có tiếp tục tính toán ra tay. Đã thăm dò ra bản thân nhục thân lực lượng, cái này là đủ rồi. Về phần thăm dò điểm mấu chốt của mình ở đâu, bằng vào cái này Phượng Trung Hoàng cấp dưới xa xa là không đủ, Phượng Trung Hoàng miễn cưỡng đủ tư cách. Là, công tử, U Ma ba người đồng thời đạp không mà ra, mà Tiêu Phàm cùng Bạch Ma lại về tới Lăng Phong bên người, bảo hộ Lăng Phong an nguy. Phượng Trung Hoàng sắc mặt tái nhợt, hắn để thuộc hạ của mình cùng Tiêu Phàm xuất thủ, thứ nhất là thăm dò Tiêu Phàm thực lực, tốt nhất giết hắn. Thứ hai lại là nói cho Tiêu Phàm. Thuộc hạ của mình liền có thể giết chết bọn hắn, chứng minh hắn Phượng Trung Hoàng tài trí hơn người. Nhưng hiện tại, hắn bốn cái thánh đế cảnh trung kỳ thuộc hạ đã chết hai cái, còn dư lại hai cái cũng chỉ là Tiêu Phàm trong mắt lịch luyện đối tượng, cái này khiến hắn làm sao thoải mái. Đông đông Tiêu Phàm cùng Lăng Phong hai huynh đệ an toàn không để mắt đến Phượng Trung Hoàng, trò chuyện hoan thanh thiếu ngữ. Nhưng mà lúc này, hư không đột nhiên truyền đến một trận 10 điểm có tiết tấu thanh âm. Không gian đều đang không ngừng lay động. Tiêu Phàm bọn họ quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Phượng Trung Hoàng từng bước một đạp không mà lên, dưới chân sinh ra một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động, hư không đều không chịu nổi hắn uy áp. Kiếm Hồng Trần, quay lại đây nhận lấy cái chết. Phượng Trung Hoàng ở Tiêu Phàm bên ngoài trăm trượng dừng lại, sát tâm nổi lên. Lão Tam, ngươi thực sự là vạn tộc bảng xếp hạng 11 Kiếm Hồng Trần. Lăng Phong vẫn như cũ còn có chút bận tâm, mặc dù vừa mới Tiêu Phàm đã nói cho hắn. Đêm nay có muốn hay không cánh gà nướng? Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cười híp mắt nhìn xem Phượng Trung Hoàng nói. Ách, Lăng Phong hơi sững sờ, nhưng hắn trong nháy mắt hiểu được, lo lắng nói, Phượng Trung Hoàng chính là nhị quan vương, thực lực không thể khinh thường. Cho nên, cái kia cánh gà bên trong ẩn chứa tinh hoa cũng so người khác muốn bao nhiêu. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, liền đạp không mà lên. Liền vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng đệ thập ma thái hư hắn đều không sợ, huống chi không bằng ma thái hư Phượng Trung Hoàng đây. Người muốn chết, nói một tiếng chính là, không cần phiền toái như vậy. Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh nói, trên người phồng lên lấy cường hoành khí tức, quét sạch bốn phương tám hướng. Nói xong, trên thân hai người đồng thời bộc phát ra khí tức đáng sợ, tại hư không đụng vào nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Chân trời một kim một huyết hai đạo quang mạc, đem hư không một phân thành hai. Phượng hồn cổ thành bên trong tu sĩ vừa lui lại lui, tầng thứ này chiến đấu, đã không phải là bọn họ có thể tham dự. Liền tà phượng tử đều chết thảm ở Tiêu Phàm trong tay, bọn họ những người này, tùy thời đều có thể giết chết. Chỉ một lát sau, phượng hồn cổ thành bên trong, đã không có bất luận cái gì sinh linh. Tất cả mọi người thối lui ra khỏi trong thành trì, một trận chiến này, Phượng hồn cổ thành sợ là muốn hủy diệt. Lăng Phong cùng Bạch Ma bọn họ, cũng chui vào ở một mảnh trong cổ lâm, nhìn chăm chú chân trời chiến đấu. Tiểu Bạch, Lão Đại, các ngươi trước chạy tới phi thiên cổ, ta sau đó đuổi tới. Tiêu Phàm linh hồn phân thân không biết khi nào xuất hiện ở Lăng Phong bên cạnh của bọn hắn. Vậy còn ngươi, Lăng Phong lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì quá mức khích động. Lại ho khan mấy tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tiêu Phàm tiến lên một bước, vội vàng đỡ lấy Lăng Phong, hắn kinh ngạc phát hiện, Lăng Phong phía sau lưng vậy mà đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn có thể đủ kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn dựa vào một hơi. Hiện tại nhìn thấy Tiêu Phàm an toàn, Lăng Phong khẩu khí kia cũng kém không nhiều tán. Lão đại, ngươi, Tiêu Phàm sầm mặt lại, xốc lên Lăng Phong quần áo. Lại là nhìn thấy ngực của hắn có một cái đen nhánh thủ trưởng ấn, phía trên lờ mờ còn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngọn lửa kia, đang điên cuồng phá hủy Lăng Phong thể nội sinh cơ, Tiêu Phàm thậm chí có thể nhìn thấy,
Lăng Phong khí số đang nhanh chóng sói mòn. Ta trúng Phượng Trung Hoàng huyết ngục hỏa độc trưởng, hỏa này độc dị thường bá đạo, không có cường hoành thần lực, không cách nào tự hành bước đi ra. Lăng Phong đắng chát cười một tiếng, các ngươi không cần phải để ý đến ta, Phượng Trung Hoàng cần chính là tổ tước chi, các ngươi rời khỏi nơi này trước, ta tận lực ngăn chặn hắn. Dứt lời, Lăng Phong trên người lần thứ hai tản ra cường đại khí tức, cái kia sắp biến mất một hơi, lại bị hắn đình chỉ. Mọi người sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, bọn họ tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm là không thể nào vứt xuống Lăng Phong, đây không phải Tiêu Phàm làm người. Người xác định chỉ cường đại hơn thần lực liền có thể đem hỏa độc tự hành bước đi ra. Tiêu Phàm chưa hề nói rời đi sự tình, ngược lại hỏi, nếu là đột phá thánh đế cảnh, thần lực của ngươi phải chăng đủ để làm đến? Có thể, Lăng Phong bất đắc dĩ cười nói, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, lại làm sao có thể đột phá thánh đế cảnh đây? Nếu như thánh đế cảnh đột phá dễ dàng như vậy, vậy hắn cũng không cần chờ tới bây giờ. Như vậy là đủ rồi. Tiêu Phàm một trưởng chấn choáng Lăng Phong, sau đó xòe bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, một mùi thơm đập vào mặt, hút một trong cửa, mọi người nhất thời cảm giác có loại phi tiên cảm giác. Chỉ thấy trong hộp ngọc, nằm một mai kim sắc đan dược, thần thánh hết sức. Nhìn đến một cái, đám người cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thánh nguyên kim đan, Bạch Ma con người hơi co lại, cả kinh kêu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Cái gì là thánh nguyên kim đan? Đám người nghi hoặc khó hiểu nói. Thánh nguyên kim đan, chính là thánh đế cảnh đỉnh phong trở lên cường giả lấy bản thân thần lực và huyết mạch luyện chế. Bên trong ẩn chứa thánh đế cảnh đỉnh phong một nửa lực lượng, chỉ cần tu vi thấp hơn thánh đế cảnh, bất luận kẻ nào thôn phệ, đều có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Bạch Ma kiên nhẫn giải thích nói. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm còn có được bảo bối như vậy, nếu như Tiêu Phàm nuốt vào, có lẽ liền có thể đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong a. Tiêu Phàm lại là không chần chờ chút nào, trực tiếp đem thánh nguyên kim đan nhét vào Lăng Phong trong miệng. Viên đan dược kia là hắn từng tại loạn cổ đại đế trong truyền thừa lấy được. Ngay từ đầu chuẩn bị cho Nam Cung Tiêu Tiêu, có thể Nam Cung Tiêu Tiêu lại không muốn, cuối cùng lưu lại Tiêu Phàm trong tay. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, viên đan dược kia thời điểm then chốt có thể cứu Lăng Phong một mạng. Về phần Lăng Phong tu vi phải chăng đột phá đến thánh đế cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm cũng không liên quan tâm, dù sao mỗi cái người thân thể cùng tiềm năng cũng không giống nhau. Hắn chỉ hy vọng Lăng Phong có thể yên ổn sống lại, cái này là đủ rồi. Tiểu Bạch, các ngươi mau mau rời đi, ở phi tiên cổ chờ ta. Tiêu Phàm không có tiếp tục trì hoãn, trong lòng của hắn có loại bất an mãnh liệt. Nếu như Bạch Ma bọn họ lưu lại, qua một lát sẽ không đi được. Đám người còn muốn nói điều gì, nhưng Bạch Ma lại là 10 điểm quyết đoán, tiểu tử ngươi kiềm chế một chút, đánh không lại liền chạy. Dứt lời. Bạch Ma mấy người mang theo Lăng Phong nhanh chóng rời đi, thẳng đến mấy người không thấy tung tích, Tiêu Phàm lúc này mới xóa đi bốn phía dấu vết, biến mất trong rừng. Chân trời, Tiêu Phàm cùng Phượng Trung Hoàng thật lâu giằng co, không ai nhường ai. Mặc dù bọn họ chưa từng chân chính động thủ, nhưng phía dưới Phượng Hồn Cổ Thành lại sớm đã bị tàn phá khó coi, biến thành phế tích. Phượng Trung Hoàng, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Một cái nho nhỏ nhân tộc. Lâu như vậy đều không cầm xuống. Hai người biên giới chiến trường, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm âm dương quái khí, lại là một người mặc chiến bào màu trắng, Ngọc Thụ Lâm Phong thanh niên nam tử đứng chắp tay, vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem bọn hắn. Chiến bào màu trắng nam tử có được một tấm nữ nhân đều muốn hâm mộ dung nhan tuyệt mỹ, đầu đội vương miện, anh tuấn phi phàm. Ngọc Lâm Phong, người đừng lại cái này âm dương quái khí, người này quả thật có chút cân lượng. Giờ phút này, Phượng Trung Hoàng đều không thể không thừa nhận Tiêu Phàm cường đại. Cùng khí thế của hắn đối bính, lại còn có thể chiếm thượng phong, trong thiên hạ, cũng không cao hơn hai tay số lượng. A, chiến bào màu trắng nam tử Ngọc Lâm Phong híp híp hai mắt, cùng ta Phượng Hoàng tộc là địch, vậy thì càng thêm giữ lại không được. Dứt lời, Ngọc Lâm Phong trên người bộc phát ra một cỗ siêu cường khí thế, hình thành một đạo màn ánh sáng trắng, nghiền ép hướng Tiêu Phàm. Ngọc Lâm Phong đúng không, người đây là đang cho các ngươi nhất tộc đào mộ mộ. Tiêu Phàm lạnh lùng hướng về Ngọc Lâm Phong. Hắn cùng với Ngọc Lâm Phong không hề có quen biết gì, càng đừng nói cửu hận, người này vậy mà muốn giết mình, Tiêu Phàm há lại sẽ không giận.
bản đế không cùng người sắp chết nói chuyện. Ngọc Lâm Phong thần sắc lạnh nhạt, trong mắt hắn, Tiêu Phàm chỉ là một cái người sắp chết mà thôi. Hắn cùng Phượng Trung Hoàng hai người, đừng nói ứng phó vạn tộc bảng xếp hạng thứ 11 Tiêu Phàm, chính là ứng phó ba hạng đầu, cũng không e ngại. Tiêu Phàm không nói, bất quá trong lòng hắn cái chủng loại kia bất an chưa từng biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Điều này nói rõ, trước mắt Ngọc Lâm Phong, cũng không phải là mang đến cho hắn bất an người. Chẳng lẽ còn có những người khác? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, chỉ một thoáng, chân trời lại truyền tới một đạo thanh âm bá đạo. Kiếm Hồng Trần, bản đế tìm ngươi rất lâu. Chân trời, mấy cái bóng đen bay lượn mà tới, người cầm đầu, dĩ nhiên là Ma Thái Hư. Ma Âm, Ma Dương cùng Ma Long Tử mấy người cũng đứng ở sau lưng hắn. Quả nhiên, theo Ma Thái Hư đến, Tiêu Phàm trong lòng loại kia bất an nhảy lên tới cực điểm. Hắn tự tin đối mặt Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong hai người không có bất kỳ cái gì áp lực, có thể người thứ ba Ma Thái Hư đến, lại cho Tiêu Phàm áp lực tăng gấp bội. Cho dù là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng trước ba người, cũng chưa hẳn là ba người liên thủ địch. Bản đế chưa bao giờ lấy nhiều khi ít, nhưng hôm nay, lại là cho Long tộc trừ hại, không thẹn lương tâm. Ma Thái Hư cười lớn một tiếng, một đạo hắc sắc khí lãng bay thẳng Tiêu Phàm đi. Nói nhiều như vậy, bọn họ chỉ là muốn chiếm cứ đạo nghĩa mà thôi. Bớt nói nhiều lời, tay thấp xem hư thực a. Tiêu Phàm híp hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Lấy một địch ba, trong lòng của hắn cũng không có chút nào lực lượng. Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng, Ngọc Lâm Phong ba người đồng thời bộc phát ra khí thế ngút trời, nghiền ép Tiêu Phàm thân thể thừa nhận phá hoại cực lớn lực. Hắn xương cốt vang lên kèn kẹt, lại có loại muốn nổ tung cảm giác. Ba người cũng là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng trước 15 nhân vật, đồng tâm hiệp lực đánh giết một người uy lực có thể nghĩ. Tiêu Phàm rốt cuộc biết bất an đến từ chỗ nào, lấy một địch một, cho dù là vạn tộc thiên tài bảng ba vị trí đầu hắn đều không sợ. Nhưng lúc này ba người này hợp lực, lại làm cho hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới là rút đi, có thể Bạch Ma bọn họ đoán chừng còn chưa đến Long Hồn Cổ Thành, hắn hiện tại nhất định phải cho bọn hắn kéo dài thời gian. Tu La Đại Thế Giới, Tiêu Phàm một tiếng quát chói tai, bụi vòng xoáy màu đen từ trên người hắn bộc phát ra, bỗng nhiên quét sạch cả tòa Phượng Hồn Cổ Thành. Đối mặt ba người, Tiêu Phàm cũng không dám có chỗ bảo lưu lại. Không cẩn thận, thế nhưng là liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục địa phương. Tu La Đại Thế Giới bá đạo uy lực vỡ nát ba người khí thế màn sáng, chấn động đến ba người lui về sau mấy bước. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm trong nháy mắt thi triển ra Tu La Đệ Ngũ Biến, tốc độ của hắn cùng nhục thân cường độ tăng lên trên diện rộng, chân đạp nghịch long đăng thiên bộ thẳng hướng Ngọc Lâm Phong. Ngọc Lâm Phong cười lạnh một tiếng, không tránh không lùi, một quyền nghênh đón. Tiêu Phàm lựa chọn làm cho hắn rất khó chịu. Thật sự cho rằng hắn là tốt nhất bóp quả hồng mềm sao? Hắn làm sao biết, Tiêu Phàm sở dĩ dẫn đầu ra tay với hắn, cũng không phải là cho là hắn dễ mà bóp, mà là khó chịu nhất hắn mà thôi. Phượng Trung Hoàng cùng Ma Thái Hư đều cùng hắn có lợi ích tranh chấp, hai người ứng phó bản thân rất bình thường, nhưng hắn Ngọc Lâm Phong lại chặn ngang một cước, Tiêu Phàm không giết hắn thì giết ai đây? Giết, Tiêu Phàm con người băng lãnh nộ xạ hàn quang. Quả đấm của hắn không có bất kỳ cái gì mánh khóe, chính là bình thường nhất một quyền, lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy, ở Tiêu Phàm ngoại thân, lấp lóe lấy bạch sắc lôi điện. Đây chính là hắn tu luyện lôi phạt thánh thể thể hiện, lôi phạt thánh thể có thể tăng lên hắn lực lượng cùng công kích, dùng cho nhục thân vật lộn, thích hợp nhất. Ngọc Lâm Phong cũng không dám bảo lưu, dốc hết toàn lực oanh ra một quyền, hắn thấy. Tiêu Phàm có thể xếp hạng 11 tên, khẳng định cũng có một chút át chủ bài. Oanh, kinh thiên nổ vang vang vọng thương khung, chỉ thấy một kim một bạch hai đạo khí lãng tại hư không quay cuồng, nghiền ép lấy thương khung. Ngay sau đó, Ngọc Lâm Phong thân thể giống như đạn pháo bay ngược mà ra, trong miệng phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Nhìn thấy một màn này, đám người không khỏi hít một hơi lạnh. Vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng 14 Ngọc Lâm Phong. Lại bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay, sức chiến đấu cỡ này, thật là đáng sợ. Ngọc Lâm Phong ở bay ngược quá trình bên trong, biến thành một đầu gần 100 trượng bạch ngọc phượng hoàng, toàn thân răng đầy bạch sắc tinh thể,
một đôi sắc bén con ngươi lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm. Hắn trượt ra vài dặm khoảng cách, rốt cục ổn định thân hình, sau đó giang hai cánh ra, lần nữa nhào giết tới. Vừa mới bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay, nếu như không lấy lại danh dự, bản thân còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại không có ý bỏ qua cho hắn, thân thể lấn người mà tiến, trong chớp mắt liền đi tới đỉnh đầu của hắn. Hồng hộc, một đạo huyết sắc kiếm hồng từ trên người hắn nở rộ, cơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà một khắc sau, làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Ngọc Lâm Phong kêu to một tiếng, một cái cánh bị cái kia huyết sắc kiếm hồng xinh xinh chém xuống, kiếm khí màu đỏ ngòm kia càng là tứ ngược thân thể của hắn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, ở trước mặt Tiêu Phàm, lại giống như cỏ rác một dạng. Còn lo lắng cái gì, giết hắn. Ngọc Lâm Phong ra sức gào thét, ánh mắt bên trong có một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Bản thân đường đường nhất quan vương, lại bị một cái mới lên cấp người đè lên đánh, một hơi này, hắn làm sao có thể nuốt trôi. Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng cũng bị Tiêu Phàm vừa rồi cái kia bá đạo lực lượng cùng ngoan kính làm cho sợ hết hồn, bất quá hai người rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cuồng bạo lực lượng nghiền ép hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm biết rõ, nghĩ muốn chém giết Ngọc Lâm Phong là không thể nào, Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng hai người đuổi theo, một khi lâm vào vòng vây, đối với hắn 10 điểm bất lợi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chân đạp nghịch long đăng thiên bộ trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm. Kiếm hồng trần, người nếu chạy, người người đều phải chết. Ma Thái Hư nhe răng cười nhìn xem Tiêu Phàm. Có đúng không, Tiêu Phàm híp hai mắt, các ngươi không phải là đối thủ của ta, liền dùng ta người đến uy hiếp ta. Chó má tuyệt thế thiên kiêu, rác rưởi nhị quan vương, chỉ đến như thế. Ma Thái Hư mặt âm trầm, tuyệt thế thiên kiêu xưng hô hắn không quan tâm, có thể nhị quan vương lại là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vinh dự, lại có thể cho phép Tiêu Phàm chửi bới. Giết ta Long Phượng tộc tu sĩ, người còn lý luận. Phượng Trung Hoàng lạnh rên một tiếng, đừng tưởng rằng trốn về nhân tộc, liền có thể trốn qua một kiếp, ta ngục thần Phượng nhất tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy thì chờ các ngươi tới ta nhân tộc địa vực, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, điểm nhỏ này trò xiếc, hắn thật đúng là không để trong mắt. Nếu như Long Phượng tộc thượng nhân tộc địa vực tìm hắn tính sổ sách, mà nhân tộc không chỗ nào động tính. Cái này nhân tộc khoảng cách diệt vong cũng không xê xích gì nhiều. Tiên tổ, kiếm hồng trần người đều đã đi. Lúc này, nơi xa truyền đến Ma Long Tử thanh âm lo lắng. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, một cỗ sát ý khoan thai dâng lên. Hắn không nghĩ tới, bây giờ lại nhiều lần hỏng hắn người nhiều chuyện, dĩ nhiên là cái kia kém chút trở thành bạn hắn người. Giết hắn, Ngọc Lâm Phong trong lòng còn kìm nén một hơi đây. Tất nhiên Tiêu Phàm người đã đào tẩu, hắn chắc chắn sẽ không để Tiêu Phàm rời đi. Bọn họ khẳng định tiến về Long Hồn Cổ Thành, đuổi theo. Ma Thái Hư quát to, hắn không chỉ có muốn giết Tiêu Phàm, liền Tiêu Phàm người đều không buông tha. Không cần, thuộc hạ của hắn cũng là thánh đế cảnh, đám phế vật này đuổi theo thì có ích lợi gì. Phượng Trung Hoàng lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên, hắn cũng thay đổi thành bản thể, đó là một đầu trăm trượng huyết sắc thần phượng. Hắn toàn thân xích hồng như máu, giống như ngọn lửa màu đỏ ngòm đang thiêu đốt, đỉnh đầu một tôn đế quan, bá khí tôn quý. Ma Thái Hư cũng thay đổi thành trăm trượng ma long, toàn thân xanh đen lân giáp tản ra xâm nhiên u quang, giống như từ cửu u địa ngục mà đến. Một con rồng hai phượng đồng thời xuất thủ, trong chớp mắt, lại đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Xa xa tu sĩ nhìn tê cả da đầu, cho dù là khí thế kia dư ba, cũng đủ để đánh giết phần lớn người. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, Tiêu Phàm đến cùng đạt đến như thế nào trình độ kinh khủng, vậy mà để Ma Thái Hư ba người buông xuống tư thái đồng thời xuất thủ. Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, yêu dị tu la kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay trái, còn dắt lấy một mai hạt châu màu xám. Đối mặt ba người, Tiêu Phàm cũng không dám buông lỏng chút nào, ba người này liên thủ, tùy thời đều có thể muốn tính mạng của hắn. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, ba người đồng thời xuất thủ, cuồng bạo khí tức từ cửu thiên vương vãi xuống, vây chật như nêm cối, Tiêu Phàm cơ hồ không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể chính diện va chạm. Trong mắt của hắn bên trong hiện lên một vòng tinh quang, nhìn chăm chú trong tay tu la kiếm nói, ông bạn già, rất lâu không có tận tình chiến đấu,
hôm nay, chúng ta giết thống khoái. Nói xong, Tu La kiếm bỗng chán phóng ức vạn kiếm khí, giống như chùm sáng một dạng bắn về phía bốn phương tám hướng. Đánh đi, Tiêu Phàm hét giận dữ một tiếng, còn người băng lãnh tập trung vào Ngọc Lâm Phong. Ngọc Lâm Phong sắc mặt tái xanh, hắn vô cùng phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là không hiểu, vì sao Tiêu Phàm luôn luôn nhằm vào hắn. Vừa mới trọng thương hắn thì cũng thôi đi, bây giờ lại tập trung vào hắn, đây không phải đẩy hắn vào chỗ chết sao? Ngọc Lâm Phong thật không nghĩ tới, chính hắn muốn giết Tiêu Phàm, sao lại không phải đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết đây? Giết hắn, Ngọc Lâm Phong gầm thét, một mình hắn, thật vẫn không dám cùng Tiêu Phàm vật lộn, vừa rồi Tiêu Phàm tàn nhẫn hắn đã tự mình lãnh hội qua. Nếu như là đơn đả độc đấu, Ngọc Lâm Phong tự nhận là không phải Tiêu Phàm đối thủ. Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng cũng biết Tiêu Phàm cường hoành, cái này một đời mới thiên kiêu, đủ để cùng bọn hắn chống lại. Muốn giết chết Tiêu Phàm, bằng vào bọn họ một người là không thể nào, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Hai người tự nhiên cũng không dám trễ nãi, không chút do dự xông tới, không có bất kỳ cái gì giữ lại, cuồng bạo lực lượng đánh phía Tiêu Phàm. A Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, hoàn toàn không nhìn hai người đánh giết. Mục tiêu của hắn gắt gao tập trung vào Ngọc Lâm Phong, chỉ muốn giết chết Ngọc Lâm Phong. Giết ba người, một mình hắn tuyệt đối không phải đối thủ, coi như có thể trọng thương bọn họ, chính hắn cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt, dù sao, nơi này nhưng còn có lấy nhiều như vậy phượng tộc đại đế cảnh cường giả. Nhưng ứng phó một người, Tiêu Phàm lại là thành thạo. Hỗn độn trảm thiên kiếm, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, một đạo kiếm khí màu xám nổi giận chém mà ra. Gần 100 trượng kiếm khí vừa mới ngưng tụ, liền vạch tìm tòi hư không. Cuồng bá uy áp bay thẳng Ngọc Lâm Phong đi, tựa như muốn đem cái kia trăm trượng thân thể cho xé mở. Tên điên, Ngọc Lâm Phong gầm thét, hai cánh không ngừng lóe ra từng đạo lợi mang, đánh thẳng vào Tiêu Phàm hỗn độn trảm thiên kiếm. Nội tâm của hắn 10 điểm nóng nảy, thậm chí có chút e ngại, hắn không biết Tiêu Phàm vì sao chỉ nhằm vào hắn, chẳng lẽ thật sự coi chính mình dễ khi dễ sao? Đáng tiếc, hắn quá xem thường Tiêu Phàm một kiếm này. Hỗn độn trảm thiên kiếm, không chỉ có riêng ẩn chứa vật lý công kích, còn ẩn chứa công kích linh hồn, một khi chém chúng, dù cho thánh đế cảnh đoán chừng cũng phải lâm vào ngắn ngủi thất thần. Quả nhiên, làm kiếm khí màu xám từ Ngọc Lâm Phong trên người đảo qua thời khắc, Ngọc Lâm Phong hai mắt khẽ run lên, nhìn chăm chú phía trước, đã mất đi bản thân. Ngọc Lâm Phong, cẩn thận! Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng đồng thời hét lớn, thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Tiêu Phàm vật lý công kích cường hoành thì cũng thôi đi, công kích linh hồn vậy mà cũng như thế đáng sợ. Ngọc Lâm Phong bỗng nhiên dùng mình một cái, tâm thần khôi phục thanh tỉnh, nhưng mà lúc này, lại một từng tiếng quát chói tai từ hắn vang lên bên tai. Tu La đại thế giới, ở bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện mười mấy Tiêu Phàm, đồng thời thi triển Tu La đại thế giới. Cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt từ trên người hắn chợt lóe lên. Ngọc Lâm Phong trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn mình nhục thân bị quấy đến vỡ nát. Thậm chí, hắn cảm giác linh hồn cũng bị thương nặng. Âm dương phân giới thủ, huyết ngục hỏa độc trưởng, Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng đồng thời gầm thét, công kích của bọn họ cũng bỗng giáng lâm ở bên người Tiêu Phàm, vừa rồi công kích của bọn họ vẻn vẹn chấn động đến Tiêu Phàm phế phủ rung động mà thôi. Căn bản không có quá lực sát thương lớn. Mà bây giờ, bọn họ cũng không dám lại có chỗ giữ lại, một khi Ngọc Lâm Phong bỏ mình, sau một khắc chết có thể chính là bọn họ. Ma Thái Hư thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Tiêu Phàm một kích này khủng bố, nếu như không có cái kia thủ đoạn bảo mệnh, hắn Ma Thái Hư đều không biết bị Tiêu Phàm giết bao nhiêu lần. Về phần Ngọc Lâm Phong phải chăng có thể sống, hắn cũng không có quá nhiều lòng tin. Ầm ầm. Tiêu Phàm mấy cỗ linh hồn phân thân tất cả đều nổ tung, hóa thành vô số quang vũ tiêu tán, mà bản thể của hắn cũng đã chạy trốn tới bên ngoài mấy chục dặm. Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng đồng thời vồ hụt, ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ không cam lòng. Kém một chút, bọn họ liền có thể trọng thương Tiêu Phàm, vẫn như trước bị Tiêu Phàm đào tẩu. Ong ong phía sau hai người một trận bạch quang lấp lóe, giống như một vầng minh nguyệt đồng dạng, kiểu khiết vô hạ. Trăng sáng bên trong, một cái gần 100 trượng phượng hoàng chậm rãi ngưng tụ thành hình, cuối cùng đem tất cả quang mang một ngụm nuốt vào trong bụng, lại biến thành Ngọc Lâm Phong bộ dáng. Ở trước người hắn, một căn bạch sắc lông vũ chậm rãi biến thành hắc sắc,
hiển nhiên, chính là một căn này lông vũ cứu hắn một mạng. Nghịch vũ, Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng hai người thần sắc coi như bình tĩnh. Dù sao, đạt tới bọn họ như vậy cấp độ, bình thường thủ đoạn rất khó giết chết, ai lại không có điểm thủ đoạn bảo mệnh đây? Kiếm Hồng Trần, ta muốn ngươi chết. Ngọc Lâm Phong vô cùng phẫn nộ, vừa mới một đòn, thiếu chút nữa thì thật muốn mệnh của hắn. Cũng may trên người của hắn một căn nghịch vũ cứu hắn một mạng, chỉ là, cái này nghịch vũ chính là hắn hoa cái giá rất lớn mới đến, tổng cộng cũng không có mấy cây. Bây giờ bị Tiêu Phàm bức bách dùng hết một căn, cái này khiến tâm hắn đau hết sức. Một lần không giết chết ngươi, vậy liền hai lần không giết chết ngươi, vậy liền ba lần, ta liền không tin, ngươi một mực giết không chết. Tiêu Phàm xách ngược lấy Tu La kiếm, cười híp mắt nhìn xem Ngọc Lâm Phong nói. Ngọc Lâm Phong sắc mặt biến hóa, Tiêu Phàm thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng hắn không thể không kiêng kỵ. Nếu như lại đến vừa rồi một đòn, hắn lại có thể phục sinh mấy lần đây? Ta với ngươi không oán không cừu, vì sao mỗi lần cũng là ta? Ngọc Lâm Phong vô cùng phẫn nộ, Tiêu Phàm rõ ràng như vậy nhằm vào hắn, nhưng hắn 10 điểm không hiểu. Ngươi cũng biết cùng ta không cừu không oán. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Ngọc Lâm Phong, sát cơ không thêm bất luận cái gì che giấu, ngươi ta không oán không cừu, ngươi có thể giết ta, chẳng lẽ ta liền không thể giết ngươi sao? Ngọc Lâm Phong trong lúc nhất thời không biết nói gì, đúng vậy à, nếu như không phải mình muốn giết hắn, Tiêu Phàm như thế nào lại giết hắn Ngọc Lâm Phong đây? Hiện tại, ngươi theo ta xem như có thù, ta giết ngươi chẳng lẽ không thiên kinh địa nghĩa sao? Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng lạnh, lạnh giọng nói, hôm nay cho dù chết, trước khi chết tất lấy tính mạng ngươi. Ngọc Lâm Phong không khỏi đánh run rẩy, tiểu tử này, là muốn kéo chính mình đệm lưng sao? Ngọc Lâm Phong, ngươi chính là như vậy sợ chết à? Phượng Trung Hoàng châm chọc nói, lấy ba người chúng ta thực lực, chẳng lẽ vẫn không giết được hắn? Hắn cũng sẽ không chết, đương nhiên sẽ không lo lắng. Tiêu Phàm cắt đứt Phượng Trung Hoàng lời nói, ngoạn vị nhìn xem Ngọc Lâm Phong. Tiêu Phàm lời nói, trong nháy mắt để Ngọc Lâm Phong có chỗ minh ngộ một dạng. Đúng vậy à, Tiêu Phàm lại không giết hắn Phượng Trung Hoàng, Phượng Trung Hoàng tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng Tiêu Phàm muốn giết hắn Ngọc Lâm Phong à, cho dù là chết, đều muốn kéo hắn đệm lưng, hắn có thể không sợ sao? Ngọc Lâm Phong, người tại phía sau chúng ta. Ma Thái Hư biết rõ Ngọc Lâm Phong lo lắng, quả quyết tiến lên, xung làm chiến lực chủ yếu. Phượng Trung Hoàng gật gật đầu, cũng tới trước một bước, hai người nhìn nhau, đồng thời hướng về Tiêu Phàm giết tới. Tiêu Phàm thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, ngay sau đó, trong tay hắn thời không thiên châu hơi hơi thôi động, một cỗ huyền diệu năng lượng ba động dập dờn mà ra. Làm Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng giết tới thời khắc, Tiêu Phàm đột ngột tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở hai người phía sau, khoảng cách Ngọc Lâm Phong chỉ có mười mấy trượng khoảng cách. Tu La Đại Thế Giới, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, hoàn toàn không để ý đến Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng, mục tiêu lần thứ hai khóa chặt Ngọc Lâm Phong. Ngọc Lâm Phong con người kịch liệt co vào, tức giận gầm thét, vì sao lại là ta? Ngọc Lâm Phong trong lòng một vạn con tuấn mã lao nhanh, đã nói xong ta tại phía sau, các ngươi xông vào phía trước đây. Làm sao hiện tại Kiếm Hồng Trần lại xông tới trước mặt ta? Hai người các ngươi cố ý thả hắn đi qua đối phó ta là a? Nổi giận thì nổi giận, phiền muộn thì phiền muộn, Ngọc Lâm Phong vẫn còn có chút thực lực. Nhìn thấy Tiêu Phàm lấy đồng dạng một chiêu đánh tới, hắn nơi nào còn dám mạnh mẽ chống đỡ, trực tiếp giang hai cánh ra, cực tốc hướng phía sau lao đi. Tu La Đại Thế Giới dự ba chảm ở trên người hắn, chỉ là chém xuống từng mảnh dính vết máu lông vũ. Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng hai người lấy lại tinh thần, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có thực lực xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn, cái này khiến hai người thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Thời khắc này Ngọc Lâm Phong đối mặt Tiêu Phàm đã dọa cho bể mật gần chết, chỗ nào còn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Cứ tiếp như thế, hai người bọn họ đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì. Cái này Kiếm Hồng Trần rất cổ quái, không muốn giấu giếm. Ma Thái Hư mặt âm trầm, hắn há mồm phun một cái hắc sắc bàn quay xuất hiện, lơ lửng ở trước mặt hắn. Bàn quay toàn thân đen kịt, không biết dùng tài liệu gì chế tạo thành, chia làm trên dưới hai mặt, hơn nữa còn đang không ngừng chuyển động. Cách xa nhau gần nhất Phượng Trung Hoàng,
càng là nghe được trong đó truyền đến từng đợt núi lở biển nứt thanh âm, con người bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, Ma Thế Thiên Luân. Cái gì, lịch cổ 10 đại chí bảo một trong Ma Thế Thiên Luân. Nơi xa đám người cảm nhận được cái này hắc sắc bàn quay tán phát khí tức, cũng trong nháy mắt nhận ra được. Ma Thế Thiên Luân, truyền văn đã biến mất vô số tuế nguyệt, không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện lần nữa. Ngay cả Tiêu Phàm cũng cảm nhận được trong đó một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, chính như cái tên đồng dạng, có được tuyệt thế lực lượng. Phượng Trung Hoàng, người cũng chớ làm bộ, muốn giết hắn, bằng vào tay không tấc sắt, sợ là không được. Ma Thái Hư sắc mặt lạnh lùng, trên mặt mang một vòng ngạo nghễ. Nếu như không phải diệt đi Tiêu Phàm, hắn là tuyệt đối sẽ không bại lộ Ma Thế Thiên Luân. Nhưng hiện tại, bằng vào bọn hắn thực lực, đã không đủ để giết chết Tiêu Phàm. Phượng Trung Hoàng thở sâu, cuối cùng gật đầu một cái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, đỉnh đầu của hắn lập tức đột ngột xuất hiện một tôn màu đỏ vương miệt, tản ra một loại chí tôn quý khí, để cho người ta nhìn không được quỳ bái. Nhất là bốn phía phượng tộc, khi nhìn thấy cái kia vương miện thời khắc, nhao nhao quỳ xuống. Tổ hoàng chi quan, Ma Thái Hư thở sâu, thật sâu nhìn Phượng Trung Hoàng một cái này tổ hoàng chi quan mặc dù không phải lịch cổ 10 đại chí bảo. Nhưng danh tiếng của nó lại không yếu tại lịch cổ 10 đại chí bảo bao nhiêu, thậm chí còn có rất. Truyền văn, đây là Phượng Hoàng chi tổ nhất thống Phượng Hoàng tộc thời điểm luyện chế pháp bảo. Qua lịch đại tổ hoàng gia trì, uy năng tuyệt thế, chưa có pháp bảo có thể so sánh. Kiếm Hồng Trần, hiện tại ngươi chết, hẳn rất vinh hạnh. Ma Thái Hư ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm nói. Không phải liền là lịch cổ 10 đại chí bảo sao? Tiêu Phàm bĩu môi, lờ đễnh nói, ta cũng có. Ngươi cũng có, ngươi coi lịch cổ 10 đại chí bảo là rác rưởi sao? Có ít người, thực sự là. Ma Thái Hư tùy tiện cười to. Muốn châm chọc Tiêu Phàm. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm phất tay, một bộ hắc kim sắc quan tài lập tức xuất hiện ở Tiêu Phàm dưới chân, một cỗ hủy thiên diệt địa, cổ lão khí tức túc sát quét sạch toàn trường. Chấn Thế Đồng Quan, có người lên tiếng kinh hô. Chấn Thế Đồng Quan xem như lịch cổ 10 đại chí bảo bài danh thứ 3 tồn tại, kẻ không quen biết rất ít, coi như không thực sự được gặp, cũng đang trên sách gặp qua hình dạng của nó. Nhất là cỗ kia túc sát chi khí, so với trên sách cổ ghi lại giống như đúc. Ma Thái Hư trên mặt âm tình bất định, đột nhiên cảm giác mình vừa mới chế giễu Tiêu Phàm, chẳng qua là một cái tên ăn mày chế giễu hoàng đế. Ma Thế Thiên Luân mặc dù cũng là lịch cổ 10 đại chí bảo một trong, lại xếp tại Chấn Thế Đồng Quan đằng sau, hắn có tư cách gì chế giễu Tiêu Phàm. Nghĩ vậy, Ma Thái Hư trong lòng thì có một loại khó chịu không nói ra được. Tốc chiến tốc thắng. Phượng Trung Hoàng đánh thức Ma Thái Hư. Nếu như tiếp tục cùng Tiêu Phàm ganh đua so sánh, hoặc là kéo dài thêm, bọn họ đều sẽ bị Tiêu Phàm làm hạ thấp đi, chuyện này đối với bọn hắn tương lai thế nhưng là rất bất lợi. Ma Thái Hư cũng minh bạch đạo lý này, cầm trong tay Ma Thế Thiên Luân liền xông tới, hắn nhất định phải giết chết Tiêu Phàm, bằng không hắn nội tâm chắc chắn sinh ra tâm ma, ảnh hưởng sau này đột phá. Chỉ một thoáng. Ma Thế Thiên Luân cùng Tổ Hoàng Chi Quan bộc phát ra hết sức thôi sán quang huy, đem Tiêu Phàm bao phủ ở bên trong, cỗ kia lực lượng hủy thiên diệt địa, càng là trong nháy mắt phá hủy Phượng Hồn Cổ Thành. Cuồng bạo lực lượng như trước đang không ngừng khuếch tán, phương viên mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm, không ngừng vỡ nát. Thậm chí, cách xa nhau mấy chục vạn dặm tu sĩ khác, đều có thể rõ ràng cảm thụ tới đây khí thế cường đại, âm thầm kinh hãi không thôi. Tiêu Phàm chân đạp Chấn Thế Đồng Quan, bị Ma Thái Hư cùng Tổ Hoàng Chi Quan tạm thời chấn áp ở bên dưới một bên, không thể động đậy, cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Bất quá, hai người bọn họ muốn giết chết Tiêu Phàm, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hiện tại liền xem ai có thể chống càng lâu, người đó liền có thể cười đến cuối cùng. Ngọc Lâm Phong, còn lo lắng cái gì, cùng một chỗ chấn áp hắn. Ma Thái Hư hét lớn. Xa xa Ngọc Lâm Phong nghe vậy, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, xác định Tiêu Phàm bị trấn áp về sau, hắn lúc này mới tức giận bay tới, Kiếm Hồng Trần, cái nhục ngày hôm nay, bản đế gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Dứt lời, Ngọc Lâm Phong quyết đoán xuất thủ, chỉ cần có thể trấn áp Tiêu Phàm, về sau có thừa biện pháp nhục nhã hắn. Theo Ngọc Lâm Phong xuất thủ, Tiêu Phàm lưng hơi hơi uốn lượn, dù cho nắm lấy Chấn Thế Đồng Quan,
hắn thừa nhận lực lượng cũng rất lớn. Nếu là người bình thường, đoán chừng đã sớm nổ lên. Nhưng nhục thể của hắn cực kỳ cường hãn, sinh sinh chặn lại cỗ kia vĩ lực. Hô hô, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm đột nhiên rung động kịch liệt lên, túc sát kiếm khí tung hoành bốn phía, phía trên còn lưu chuyển lên ánh sáng khác thường. Thế giới chi lực, Tiêu Phàm thấy thế, lập tức minh bạch Tu La kiếm ý tứ. Nó đây là nhường hắn thúc dục thế giới chi lực đối địch, chỉ là 3000 thế giới lực lượng, đầy đủ ứng phó ma thái hư ba người bọn họ sao? Không liều mạng, lại làm sao có thể biết rõ đây? Tiêu Phàm thở sâu, chậm rãi giơ lên trong tay Tu La kiếm, hướng ngay xa xa Ngọc Lâm Phong. Lại là ta, Ngọc Lâm Phong dọa đến sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa thì quay người trốn được. Kiếm Hồng Trần bị trấn áp ở bên trong, không đả thương được chúng ta. Ma Thái Hư quát khẽ nói, hắn sợ Ngọc Lâm Phong đi, kể từ đó, bọn họ liền càng thêm gian nan. Ngọc Lâm Phong do dự, cuối cùng khẽ cắn môi ngừng lại. Cũng ngay tại giây phút này, Tiêu Phàm đã giơ trong tay lên Tu La kiếm, dùng sức thôi động thời khắc, hư không cũng bắt đầu rung động kịch liệt lên. Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong con người bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ cảm giác tử vong quanh quẩn trong lòng, nhất là Ngọc Lâm Phong, càng là tim mật phát lạnh. Cho ta chấn, Ma Thái Hư gầm thét, cơ hồ dùng hết toàn lực muốn đánh giết Tiêu Phàm, hư không bắt đầu không ngừng vỡ nát. Kiếm mở, 3000 thế giới. Cùng lúc đó, bị trấn áp Tiêu Phàm trường kiếm nổi giận chém mà ra, một cỗ không thể địch nổi lực lượng bộc phát ra, thiên địa trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Đám người chỉ thấy một đạo chớp lóe, theo phía sau đối đúng là bóng đêm vô tận. Tiêu Phàm đánh xuống một đòn, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Phượng hồn cổ thành trong vòng nghìn dặm bên trong, đen kịt một màu, tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ đang ở phá hủy thân thể của bọn hắn. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chỉ thấy một người nhục thân cùng linh hồn bỗng hôi phi yên diệt, cái gì cũng không còn lại. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, theo sát mà đến là một mảnh kêu rên. Phàm là rơi vào trong bóng tối tu sĩ, làm giống như bèo trôi không dễ, mặc cho phiêu đáng, sau đó bị một cỗ quái lực rảo sát. Từ Long Phượng Thánh tinh vực ngoại tinh không nhìn tới, có thể thấy rõ ràng một cái mênh mông lỗ đen, chính đang điên cuồng thôn phệ tất cả, dù cho ngay cả ánh sáng, đều bị nuốt vào trong đó. Tất cả sinh linh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trong nháy mắt đó, có thể chạy trốn ra ngoài tu sĩ, đoán chừng không đến một phần vạn. Giờ phút này, ba đạo máu me khắp người thân ảnh, đang nằm ở ngoài vạn dặm một vùng phế tích bên trong, toàn thân máu me đầm đìa, xương cốt phá toái không chịu nổi. Ba người không phải người khác, chính là bị đánh bay Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong. Ba người có thể sống sót, toàn bộ ỷ vào Ma Thế Thiên Luân cùng Tổ Hoàng Chi Quan, bằng không mà nói, cho dù là bọn họ, cũng khó trốn một kiếp. Nhìn qua nơi xa cái kia nhiếp nhân tâm phách lực lượng, trong ba người tâm nổi lên một loại cảm giác bất lực. Bọn họ thực không thể tin được, một kích kia là một nhân tộc tu sĩ thi triển ra, liền ba người bọn hắn vạn giới thiên tài đứng đầu, đều ngăn cản không nổi. Nếu như là một đối một, vô luận cái nào đều đoán chừng đã sớm chết không thể chết lại. Không hổ là nhân tộc Tu La tộc, thật là đáng sợ. Phượng Trung Hoàng thở sâu, sắc mặt khó coi đến. Đúng vậy a, cũng may hắn đã chết, bằng không mà nói, về sau liền là đại địch của chúng ta. Ma Thái Hư một trận lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Cuối cùng Tiêu Phàm thi triển một kích kia, nhưng hắn đều triệt để tuyệt vọng, đừng nói là bọn họ, chính là đại đế cảnh hậu kỳ, đều chưa chắc có thể ngăn cản được. A, người thứ tư danh tự làm sao không? Phượng Trung Hoàng đột nhiên lên tiếng kinh hô, ngưng nhìn qua trong tay mình lệnh bài thân phận. Ma Thái Hư cũng nhíu mày, ngược lại là bên cạnh Ngọc Lâm Phong hít sâu một cái nói, là Kiếm Hồng Trần, tên của hắn lần vừa rồi vọt tới người thứ tư, lóe lên mấy lần về sau liền biến mất. Biến mất, chẳng phải là đại biểu hắn chết? Phượng Trung Hoàng nhe răng cười nói, lập tức như chút được gánh nặng một dạng. Chỉ cần Tiêu Phàm chết rồi, bọn họ hôm nay bỏ ra tất cả đã làm cho. Nếu như hắn không chết đây, Ngọc Lâm Phong mặt âm trầm. Nếu như hắn thật đã chết rồi, vị trí này như thế nào lại trống không? Cái này chỉ nói rõ là vạn tộc thiên tài bảng đều không thể phán định sinh tử của hắn,
nhưng cũng không đại biểu hắn đã chết. Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng trầm mặc, nếu như Tiêu Phàm thực sống sót, lấy hắn vạn tộc thiên tài bảng đệ tứ tiềm lực, như thế nào bọn họ có thể địch? Huống chi, Tiêu Phàm còn có được chấn thế đồng quan, trong thiên hạ, cùng giai bên trong muốn giết hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Liền xem như vạn tộc thiên tài bảng ba hạng đầu, cũng chưa chắc có thể làm đến. Ta lo lắng nhất chính là, nếu như Kiếm Hồng Trần không chết, hắn vừa rồi một kích kia uy lực, phải chăng có thể xông vào ba hạng đầu. Ngọc Lâm Phong lại bổ sung một câu. Vừa mới tinh thần của hắn hướng về vạn tộc thiên tài bảng người thứ tư, nhưng khi nhìn đến Kiếm Hồng Trần ba chữ này lóe lên nhiều lần. Lấp lóe, đại biểu cho vạn tộc thiên tài bảng phán định cũng không có đình chỉ, Kiếm Hồng Trần danh tiếng, là vô cùng có khả năng xông vào ba hạng đầu. Tê Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng hít một hơi lạnh, bọn họ phát hiện, bản thân vẫn là quá khinh thường Tiêu Phàm. Vạn tộc thiên tài bảng ba hạng đầu, cho dù là bọn họ cũng không dám nghĩ, phải biết, cho dù là người thứ ba, đều là bảy quan vương cấp bậc tồn tại A. Ba người bọn họ đối mặt loại kia nhân vật, căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào, nếu như là liên thủ, ngược lại là có sức liều mạng. Sẽ không, vạn tộc thiên tài bảng sẽ không ra sai, Kiếm Hồng Trần khẳng định đã chết. Phượng Trung Hoàng lắc đầu, vô cùng kiên định hắn. Hắn không muốn Tiêu Phàm sống sót, một khi Tiêu Phàm sống sót, tương lai tuyệt đối là bọn họ tai nạn. Vạn tộc đổ vực chi chiến sắp bắt đầu, không cần quản hắn, coi như hắn còn sống, vậy thì như thế nào? Ma Thái Hư lạnh rên một tiếng, thời gian uống cạn nửa chén trà, hắn đã khôi phục một tia thể lực. Thu hồi Ma Thế Thiên Luân, Ma Thái Hư liền đạp không rời đi, trời đất bao la, hắn cần gì phải e ngại Tiêu Phàm đây? Chẳng qua là khi ngày đó thực đến lúc, Ma Thái Hư liền sẽ không cho là như vậy. Phượng Trung Hoàng thở sâu cũng nện bước trầm trọng bước chân rời đi, một lần này, bọn họ thương tích quá nặng, đoán chừng không có mấy tháng không cách nào khôi phục. Có thể bất tử, cũng đã là vạn hạnh. Chỉ có Ngọc Lâm Phong ngắm nhìn cái kia đen nhánh lỗ đen, thật lâu không nói. Ngọc Lâm Phong có một loại cảm giác, Tiêu Phàm khả năng thực không chết. Nghĩ đến Tiêu Phàm nhằm vào hắn lúc hung ác bộ dáng, hắn nhịn không được dùng mình một cái, toàn thân nổi da gà lên. Lúc này, vô ngần bóng tối, Tiêu Phàm xếp bằng ở chấn thế đồng quan phía trên, ngụm lớn thở phì phò. Hắn rất muốn rời đi mảnh này hắc ám, nhưng mới rồi một kiếm kia cơ hồ hút hết hắn toàn bộ lực lượng, liền thân thể đều hứng chịu tới nghiêm trọng phản phệ, căn bản không có bất luận khí lực gì. Ở bên cạnh hắn, Tu La kiếm rung động nhẹ nhẹ, tựa như ở tranh công một dạng. Đồng thời thôi động 3.000 thế giới lực lượng, lấy ta nhục thân vẫn là không chịu nổi a. Tiêu Phàm đắng chát cười nói, ứng phó Ma Thái Hư bọn họ, rút ra 500 thế giới chi lực, cũng đã đủ rồi. Tiêu Phàm cái này là lần đầu tiên rút ra 3.000 thế giới lực lượng, uy lực lại là thật sâu khiếp sợ đến hắn. Nếu như không phải hắn thời điểm then chốt giải tỏa một nửa lực lượng, chỉ phát huy ra 1.500 cái thế giới lực lượng, vừa rồi một đòn, đoán chừng không chỉ đánh bay Ma Thái Hư bọn họ đơn giản như vậy. Không chỉ Ma Thái Hư bọn họ muốn chết, ngay cả chính hắn đoán chừng cũng sẽ bị đánh giết. Nếu là toàn lực thi triển 3.000 thế giới lực lượng, Tiêu Phàm phải ôm đồng quy vu tận ý nghĩ, kể từ đó, cho dù đối mặt thánh đế cảnh trung hậu kỳ, đoán chừng cũng có liều chết lực lượng. Muốn đồng thời vận dụng 3.000 thế giới lực lượng, trừ phi đột phá thánh đế cảnh, tu luyện ra Tu La đệ lục biến, mới có thể miễn cưỡng cam đoan bản thân bất tử. Tiến nhập vô ngần loạn lưu bên trong, muốn trở lại Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ, sợ là rất khó. Tiêu Phàm ngắm nhìn nơi xa chậm rãi khép lại hư vô, thật sâu thở dài. Hắn thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, một khi không cách nào tham gia vạn tộc đổ vực chi chiến, hoang gia là tuyệt đối sẽ không buông tha vô tận thần phủ. Trước khôi phục thể lực lại nói, Tiêu Phàm thở sâu, quan tâm sẽ bị loạn, hắn hiện tại cần chính là tỉnh táo. Theo vô tận chiến điển vận chuyển, Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, bản thân vậy mà không nhìn bốn phía hư vô chi lực, hơn nữa còn có thể rút ra hư vô lực lượng khôi phục thể lực. Chẳng lẽ đây chính là vô cực chi thể diệu dụng? Tiêu Phàm trong lòng thầm kinh hãi, trong mắt lóe lên một vòng chờ mong chi quang. Nếu là hấp thu long tinh chậm rãi luyện hóa, chỉ ít cần nửa năm thời gian mới có thể khôi phục nhục thân, nhưng bây giờ, hấp thu hư vô chi lực, khôi phục thân thể tốc độ lại nhanh gấp 3-4 lần, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không thích.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm không biết qua bao lâu, thương thế trên người hắn đã khôi phục 7-8 phần. Không cần cố ý đi khôi phục, đoán chừng cũng không dùng bao lâu thời gian, tất cả thương thế liền có thể triệt để khỏi hẳn. Chỉ là, mảnh này vô ngần bóng tối, hắn căn bản nhìn không đến bất luận cái gì sinh linh, thậm chí hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua, cái này khiến trong lòng của hắn 10 điểm ngưng trọng. Vạn tộc đổ vực chi chiến, cũng đã bắt đầu a. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Hiện tại, hắn cần rời đi cái địa phương quỷ quái này, mau chóng chạy tới Phi Tiên Cổ. Nếu là không tham ngộ thêm đổ vực chi chiến, hoang gia tuyệt đối sẽ đối Vô Tận Thần Phủ xuất thủ, đây không phải Tiêu Phàm muốn thấy. Hiện tại Vô Tận Thần Phủ, còn không có đầy đủ thực lực đối kháng hoang gia. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng không khỏi lo lắng, hắn thu hồi chấn thế đồng quan, nhanh chóng rong ruổi ở trong hư vô. Chỉ cần tìm được một ngôi sao, hắn thì có biện pháp trở lại Thái Cổ Thần Giới, về phần có thể không thể kịp thời chạy tới Phi Tiên Cổ, Tiêu Phàm trong lòng cũng không chắc. Bất quá, mọi thứ cũng là hết sức nỗ lực, chỉ cần tận lực, vô luận kết quả thành bại hay không, hắn đều không thẹn lương tâm. Bay nhanh nửa ngày, Tiêu Phàm vẫn như cũ không thấy được bất luận cái gì ánh sáng, khắp nơi mênh mông, không có cái gì. Ta từ Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ rơi vào hư vô, nghĩ đến Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ liền tại phụ cận mới đúng, rồi sẽ tìm được. Tiêu Phàm trong lòng phân tích. Dựa theo Lãng Thiên đã từng nói tới, Phi Thiên cổ liền ở tất cả thí luyện cổ lộ ngay trung tâm, nói cách khác, thí luyện cổ lộ cũng là lấy Phi Thiên cổ phóng xạ tứ phương, lấy từng đầu tinh hà hình thức tồn tại. Mà mỗi một đầu tinh hà cũng không liền nhau, trung gian khả năng chính là bậc này hư vô không gian. Kể từ đó, hắn rơi vào hẳn là Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ bên cạnh hư vô không gian, những ngày qua, hắn ở trong không gian hư vô vượt qua hồi lâu, nói không chừng đã tới gần một đầu khác thí luyện cổ lộ. Nếu như ta là dọc phi hành, khoảng cách 10 điểm xa xôi, đừng nói mấy tháng, chính là mấy năm cũng chưa chắc có thể đến cuối cùng, nhưng hướng ngang phi hành đây. Tiêu Phàm trong đầu linh quang lóe lên. Nói xong, Tiêu Phàm triệu hồi ra hồn thiên tinh hỏa toa, ngay sau đó hướng về thẳng đứng 90 độ phương hướng bay đi. Không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, từng đạo ánh sáng xuất hiện ở tầm mắt của hắn, Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vui mừng. Hắn tăng thêm tốc độ, không bao lâu, từng vì sao thế giới lấp lóe không ngừng, in vào tầm mắt của hắn. Tiêu Phàm vội vàng thu hồi hồn thiên tinh hỏa toa, thả chậm tốc độ, sau đó tựa như xuyên thấu một tầng kết giới, thế giới trước mắt lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia bóng tối vô tận biến mất không thấy gì nữa, có là lít nha lít nhít, đếm không hết rực rỡ tinh thần thế giới, mà phía sau hắn, thì là vô ngần hắc ám. Rốt cục đi ra, không biết nơi này là chủng tộc nào thí luyện cổ lộ. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Ân, Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị khởi hành, đột nhiên trong lòng hơi hơi nhảy một cái, cảm nhận được một cỗ lực lượng, tựa như đang triệu hoán hắn một dạng. Cỗ này lực lượng, hắn hết sức quen thuộc, huyễn hoặc khó hiểu, nhưng lại cực kỳ chân thực. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về chân trời một khỏa cực lớn tinh thần thế giới bay đi. Mấy canh giờ về sau, Tiêu Phàm đi tới tinh thần thế giới vực ngoại tinh không, lúc này mới thấy rõ viên tinh thần này thế giới toàn cảnh. Đây là một khỏa hỏa diễm thế giới, cuồn cuộn ngọn lửa màu vàng thiêu đốt không ngừng, dường như vĩnh hằng bất diệt, cái kia nóng bỏng khí tức, nhường hắn đều kinh hãi không thôi. Thánh hỏa tinh thần, Tiêu Phàm trong lòng giật mình, hơi hơi kinh ngạc đánh giá bốn phía, trong lòng đối trước mắt thí luyện cổ lộ đã đại khái có cái phỏng đoán. Dừng lại, cũng coi như Tiêu Phàm chuẩn bị tiến vào tinh thần thế giới thời khắc, gầm lên một tiếng vang lên, lại là nhìn thấy một đạo hỏa quang ngăn cản Tiêu Phàm đường đi. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy từng đầu thiêu đốt hỏa diễm sư tử đem hắn vây ở trung ương, nóng bỏng khí tức, để Tiêu Phàm đều âm thầm kinh hãi. Nơi đây chính là ta Thánh Hỏa Long sư tộc thánh, người không có phận sự cút ngay lập tức mở. Cầm đầu một đầu cao ba trượng hỏa sư lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, ngữ khí 10 điểm bá đạo. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, lông mày khẽ nhíu một chút, nói, nơi này là tiên linh tộc thí luyện cổ địa. Một đám hỏa sư quái dị nhìn xem Tiêu Phàm, cái này nhân tộc tiểu tử chẳng lẽ đến khôi hải a? Chẳng lẽ chính ngươi tiến vào đầu nào thí luyện cổ lộ, chính ngươi còn không biết? Mau mau rời đi, bằng không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình.
Cầm đầu hỏa sư lạnh rên một tiếng, tiến lên một bước, ngọn lửa cuồng bạo lực lượng bay thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm không để ý đến, mà là ánh mắt sáng quắc hướng về phía dưới tinh thần thế giới, loại kia triệu hoán cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Hô, cũng liền ở cái kia hỏa diễm lực lượng sắp rơi vào Tiêu Phàm trên người thời khắc, trước người hắn đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt người, há miệng hút vào, liền đem cái kia hỏa diễm lực lượng cắn nuốt không còn một mảnh. Toàn bộ quá trình, cũng liền một hai hơi thời gian mà thôi. Đỉnh cấp đế hỏa, đối diện hỏa sư hơi hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Một đám rác rưởi cũng dám ở chủ nhân trước mặt phách lối. Vô tận chi hỏa khinh thường nhìn xem đối diện hỏa sư, lấy lòng nói, chủ nhân, ta diệt bọn hắn. Tiêu Phàm không để ý đến vô tận chi hỏa, mà là hướng về phía dưới hỏa diễm thế giới, nói, là ai ở phía dưới? Ai ở phía dưới, lại có liên quan gì tới ngươi? Cầm đầu hỏa sư vẫn bá đạo như cũ, căn bản không cho vô tận chi hỏa cùng Tiêu Phàm một điểm mặt mũi. Tiêu Phàm lười nhác cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, buông tay một chiêu, liền mang theo vô tận chi hỏa vòng qua hỏa sư nhóm vòng vây, một đầu chồng vào phía dưới hỏa diễm thế giới. Muốn chết, hỏa sư giận dữ, bạo hống một tiếng, có nhân tộc tự tiện xông vào thánh địa. Thanh âm cực lớn, cả viên tinh thần thế giới đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Tiêu Phàm quay đầu, nhàn nhạt quét cái kia hỏa sư một cái, trong đầu lại là hiện lên một đạo đã lâu thân ảnh, nếu như không phải đạo thân ảnh này, Tiêu Phàm đã sớm làm thịt những cái này hỏa sư. Nhìn phía dưới mênh mông hỏa diễm hải, Tiêu Phàm trong miệng nỉ non nói, Tiểu Kim, là ngươi sao? Tiểu Kim cùng Tiêu Phàm tầm đó có một loại huyền diệu liên hệ, mối liên hệ này là thông qua bạch sắc thạch đầu cảm ứng được, chỉ là hắn còn không thể xác định mà thôi. Nhưng là thấy đến những cái này hỏa sư, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới chính là Tiểu Kim. Tiểu Kim lúc trước bị đế tử Yên hãm hại, hẳn là may mắn trốn qua một kiếp, về sau khẳng định rời đi nhân tộc địa vực, bước vào tiên linh tộc lĩnh vực khả năng vẫn rất lớn. Về phần loại kia huyền diệu triệu hoán lực lượng, một dạng chỉ có Tiểu Kim xuất hiện nguy hiểm thời điểm, mới có thể xuất hiện. Đây cũng là Tiêu Phàm vì sao vội vã như thế nguyên nhân, nếu như là những cái này hỏa sư đối phó Tiểu Kim, Tiêu Phàm không ngại đem bọn hắn toàn bộ cho diệt. Vừa vặn vô tận chi hỏa bây giờ đạt đến đế hỏa cấp độ, muốn tấn cấp thánh hỏa, cần bàng bạc hỏa diễm tinh hoa. Người xông vào, chết! Tiêu Phàm thất thần thời khắc, một tiếng quát như sấm vang lên. Lại là phía dưới vô số hỏa sư phóng lên tận trời, cuồng bạo khí thế bay thẳng Tiêu Phàm mà đến. Chủ nhân, giết hay không? Vô tận chi hỏa sát tính không nhỏ, tham lam liếm môi một cái, tựa như thấy được mỹ vị đồ ăn một dạng. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, bỗng nhiên ngừng thân hình, mặc cho cái kia vô số hỏa sư bao vây. Rậm rạp chằng chịt hỏa sư gắt gao đem Tiêu Phàm vây ở trung ương, chật như nêm cối, thiếu chút nữa thì không ra tay đánh nhau. Nhân tộc, rời đi nơi này, một đầu đại đế cảnh đỉnh phong hỏa sư ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm, nhìn sâu một cái trên bả vai hắn vô tận chi hỏa, trầm giọng nói. Tiêu Phàm biết rõ, bọn họ là xem ở vô tận chi hỏa mặt mũi, nhờ vậy mới không có xuất thủ. Dù sao, hỏa tộc bên trong, đẳng cấp 10 điểm nghiêm ngặt, vô tận chi hỏa tán phát huy áp, rõ ràng so với bọn hắn mạnh hơn không ít. Ta tới tìm người. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, lấy tay vung lên, hư không lập tức hiện ra một đầu kim sắc sư tử, chính là Tiểu Kim không thể nghi ngờ, một bên còn có Tiểu Kim biến thành hình người dung mạo. Nhìn thấy Tiểu Kim chân dung, những cái này hỏa sư không tự chủ được đổi sắc mặt. Hắn là gì của ngươi? Cái kia đại đế cảnh đỉnh phong hỏa sư ngữ khí ngưng trọng nói. Ta là hắn Tam Ca. Tiêu Phàm biết rõ, những cái này hỏa sư, nhất định là gặp qua Tiểu Kim. Về phần là địch hay bạn, hắn tạm thời còn không dễ phán đoán. Đại đế cảnh đỉnh phong hỏa sư mí mắt cuồng loạn, trầm giọng nói, có gì bằng chứng? Bằng chứng, Tiêu Phàm nơi nào có cái gì bằng chứng, hắn không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian, không thể làm gì khác hơn nói, người dẫn ta đi, chẳng phải sẽ biết. Cái kia hỏa sư do dự chốc lát, lắc lắc đầu nói, người đi đi, người muốn tìm tới người, đã chết. Chết, người xác định. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nhìn qua có chút tàn nhẫn, hắn bây giờ có thể cảm ứng rõ ràng đến Tiểu Kim còn sống, lại làm sao có thể chết đây. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát khí lạnh lẽo, cái kia đại đế cảnh đỉnh phong hỏa sư toàn thân khẽ run lên,
chỉ có thể nhắm mắt nói, dù sao nơi này không có người muốn tìm tới người. Người tốt nhất không có nói láo. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, cất bước tiếp tục hướng về phía dưới hỏa diễm thế giới đi. Nơi này không phải ngươi có thể. Cái kia hỏa sư còn muốn nói điều gì, có thể nói còn chưa dứt lời, liền bị Tiêu Phàm ánh mắt lạnh như băng cắt ngang, lời đến khóe miệng xinh xinh bị nén trở về. Trong nháy mắt đó, đại đế cảnh đỉnh phong hỏa sư cảm giác mình ở quỷ môn quan dạo qua một vòng đồng dạng, lạnh cả người hết sức. Bất quá, mặt khác hỏa sư nhưng không có cái loại cảm giác này, có vài đầu hỏa sư không chút do dự nhào tới. Dừng tay, cầm đầu hỏa sư kêu to, đáng tiếc đã không kịp. Lan, Tiêu Phàm giận dữ mắng mỏ một tiếng, sát khí lạnh lẽo giống như thực chất hóa lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng cái kia vài đầu hỏa sư thân thể, cho dù là bọn họ là hư vô chi thể, vẫn như trước bị sát khí ma diệt, cái gì đều không lưu lại. Tê mặt khác hỏa sư thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh. Vẻn vẹn một tiếng giận dữ mắng mỏ mà thôi, vậy mà liền chấn động giết bọn hắn mấy người, thực lực như vậy, cũng quá kinh khủng đi. Trong lúc nhất thời, mặt khác hỏa sư không dám lên phía trước, bọn họ chỉ có thể hung tợn hướng về Tiêu Phàm, sao động gầm thét. Tiêu Phàm như không có gì, từng bước một đi xuống dưới đi, thánh đế cảnh linh hồn chi lực phô thiên cái địa quét sạch mà ra, sao tìm kiếm tiểu kim thân ảnh. Những cái này hỏa sư dù cho không phải tiểu kim địch nhân, nhưng 8-9 phần 10 cũng không phải tiểu kim bằng hữu. Lúc này, Tiêu Phàm phát hiện một tòa đặc thù hỏa diễm sơn, chỗ nào hỏa diễm năng lượng 10 điểm cuồng bạo, hung lệ, coi như bình thường đại đế cấp đỉnh phong, cũng khó có thể tới gần mảy may. Tiêu Phàm linh hồn chi lực vừa mới tới gần, liền bị ngọn lửa kia năng lượng thiêu đốt, phần luyện không còn, phải biết, hắn bây giờ linh hồn chi lực thế nhưng là thánh đế cảnh A. Tiêu Phàm đạp chân xuống, xúc địa thành thốn, một bước mấy trăm dặm, chớp mắt liền biến mất ở một đám hỏa sư trong tầm mắt. Đội trưởng, chúng ta sẽ bỏ mặc cái này nhân tộc ở ta thánh hỏa long sư tộc làm ẩu sao? Một đầu đại đế cảnh trung kỳ hỏa sư cực kỳ không cam lòng nói. Bọn họ thế nhưng là thánh hỏa long sư tộc, trước đây linh tộc đều tính là số một số hai chủng tộc, lại sao có thể dung nhẫn người khác vũ nhục, trà đạp thánh địa? Các ngươi ngăn được hắn sao? Cầm đầu cái kia đại đế cảnh đỉnh phong hỏa sư bất đắc dĩ thở dài, huống hồ, chúng ta vì thiếu chủ làm nhiều như vậy, cũng không biết là đúng hay sai. Đám người một trận trầm mặc, bất quá vẫn là có hỏa sư ánh mắt kiên định nói, chúng ta cũng là thiếu chủ thuộc hạ, hắn một cái kẻ ngoại lai, dựa vào cái gì đối với chúng ta ra lệnh. Nhưng hắn là sơ đại hỏa linh, đại đế cảnh đỉnh phong hỏa sư khẽ quát một tiếng, nhưng ánh mắt kia kiên định hỏa sư, ánh mắt cũng biến thành né tránh lên. Sơ đại hỏa linh mang ý nghĩa cái gì, bọn họ rất rõ ràng. Liền tựa như những chủng tộc khác sơ đại huyết mạch đồng dạng, đây chính là thành tổ điều kiện tất yếu, một khi trưởng thành, thế nhưng là thống ngự nhất tộc tồn tại. Lại nói Tiêu Phàm hoa chỉ chốc lát thời gian, đã đến kia hỏa diễm sơn phong vị trí, ngọn núi bên trên khắp nơi đều là hỏa diễm, dường như đắm chìm trong hỏa diễm chi hải bên trong. Thật là nồng đậm hỏa diễm năng lượng, đây tuyệt đối là thánh hỏa lưu lại. Vô tận chi hỏa thật sâu cảm thán nói. Tiêu Phàm không nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt hỏa diễm sơn, vừa mới bắt đầu còn không có phát hiện ngọn núi này có gì đặc biệt. Nhưng nhìn kỹ, ngọn núi này vậy mà nghĩ một đầu sư tử, cái đuôi của nó càng giống đuôi rồng, cho người ta một loại cực kỳ khí tức bá đạo. Thánh hỏa long sư, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới vừa mới nhìn thấy những cái kia hỏa sư. Những cái này hỏa sư nhìn qua rất phổ thông. Có thể phàm là cùng thánh hỏa có liên quan, tuyệt đối không phải mặt ngoài bình thường. Chủ nhân, nơi này có một cái thông đạo. Vô tận chi hỏa ngạc nhiên hét lớn, nó thỉnh thoảng cắn nuốt bốn phía hỏa diễm năng lượng, hưng phấn không thôi. Giống Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị tiến lên, đột nhiên hỏa diễm sơn phía trên truyền đến mấy tiếng gầm thét, ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy bốn đầu 10 trượng lớn sư tử chân đạp hỏa vân mà tới. Sư tử toàn thân đắm chìm trong ngọn lửa màu vàng bên trong, trên người không có bộ lông, mà là một chút nhìn như long lân thứ đồ thông thường, giống như tuyệt thế chiến giáp bao trùm toàn thân. Bọn họ mọc ra long đầu, đuôi rồng, trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ long uy, chỉ là hình thể cùng sư tử có chút tương tự. Đây mới thật sự là thánh hỏa long sư. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, những cái này long sư ẩn chứa nổ tính lực lượng, xác thực bất phàm. Chủ nhân,
ta nếu thôn vệ 10 đầu loại này sư tử, 8-9 phần 10 có thể tấn cấp thánh hỏa. Vô tận chi hỏa hưng phấn nói. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, cái này 4 đầu thánh hỏa long sư, cũng không phải đại đế cảnh, mà là thánh đế cảnh A. Thôn vệ một đầu liền 10 điểm khó được, nơi nào có 10 đầu cho ngươi thôn vệ. Nhân tộc run rế, 4 đầu thánh hỏa long sư đứng ở hư không, nhìn thấy Tiêu Phàm là nhân tộc, lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Ta muốn đi vào, các ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Tiêu Phàm bộ pháp không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ, trong giọng nói ẩn chứa nhàn nhạt cảnh cáo. Một cái đại đế cảnh đỉnh phong nhân tộc run rế, cũng dám ở. Trong đó một đầu thánh hỏa long sư khịt mũi coi thường cười to nói. Hồng hộc, chỉ là lời còn chưa dứt, một đạo màu xám kiếm hồng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, không chờ hắn né tránh, thân thể của hắn đã một phân thành hai. Mặt khác ba đầu thánh hỏa long sư thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngược lại là có chút thực lực, đáng tiếc, ngươi chẳng lẽ không biết, ta thánh hỏa long sư nhất tộc không phải bình thường thủ đoạn có thể giết chết sao? Một đầu khác thánh hỏa long sư khẽ cười nói. Bất quá, hắn rất nhanh liền không cười được, bởi vì bị Tiêu Phàm chém giết đầu kia thánh hỏa long sư, cũng không có phục sinh báo hiệu, ngược lại không nhúc nhích nằm ở đó, giống như hai đám lửa đang thiêu đốt. Nhân tộc tiểu tử, ngươi đối với hắn làm cái gì? Còn dư lại ba đầu thánh hỏa long sư không cười được, đằng đằng sát khí trừng mắt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, từng bước một tiến lên, nói, dài dòng một câu nữa, đều phải chết. Lời của hắn 10 điểm băng lãnh, càng cực kỳ bá đạo. Rõ ràng là từ một cái đại đế cảnh tu sĩ trong miệng nói ra được, có thể ba đầu kia thánh hỏa long sư lại không thể không tin. Trước mắt này nhân tộc tiểu tử, có lẽ thật sự có biện pháp diệt bọn hắn. Lúc này, Tiêu Phàm từ ba người trước người đi qua, thẳng đến Tiêu Phàm ở trong đường hầm, ba người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lão Tam làm sao bây giờ? Trong đó một đầu thánh hỏa long sư lo lắng nói. Còn có thể làm sao, mau dẫn lão Tam thân thể theo sau. Đầu kia lớn nhất thánh hỏa long sư lấy lại tinh thần, nâng lên cái kia hai đám lửa cũng nhanh bước đi theo. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ lão Tam khí tức đang không ngừng biến yếu, lấy bọn hắn nhãn lực, vậy mà không biết làm sao cứu chữa, chỉ có thể dựa vào Tiêu Phàm. Thông đạo chỗ sâu, là một chỗ rộng lớn không gian bên trong khắp nơi đều là nham tương, hình thành một mảnh biển dung nham. Biển dung nham rầm 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 bốc lên lấy bọt khí, nóng hổi nhiệt khí bốc hơi lên, dù cho đại đế cảnh cũng không chịu nổi. Nhưng ở cái kia biển dung nham trung ương trên phù đảo, lại là có một đầu kim sắc sư tử hữu khí vô lực ghé vào phù đảo phía trên. Bộ lông của nó bên trong, còn lờ mờ tản ra huyết sắc khí tức, tựa như một đoàn hỏa đang thiêu đốt. Hoàng kim sư tử chung quanh, có một tầng hỏa diễm màn sáng bao phủ, ngăn cách nội ngoại, chỉ có từng đầu hắc sắc xích sắt khấu chặt ở nó trên người, đi ngang qua hư không, thật sâu chụp vào bốn phía trong vách đá. Xích sắt kia, chụp vào hoàng kim sư tử trong máu thịt, máu màu vàng óng chảy xuôi mà ra, tản ra thần tính hào quang, như có từng đoàn hỏa diễm ở cái kia trong máu tươi thiêu đốt. Tiểu tử, đây chính là cùng ta Kim Phi Lân đối nghịch kết quả, tiếp qua một canh giờ, bên trong cơ thể ngươi sơ đại hỏa linh cũng sẽ bị ta triệt để luyện hóa, ta sẽ trở thành sơ đại thánh hỏa long sư. Mà ngươi, chỉ là không thấy hỏa linh phàm thai, ta muốn giết ngươi, chỉ là lật tay sự tình. Một đạo tục tằng thanh âm vang lên, lại là một đầu cao 7-8 trượng thánh hỏa long sư chân đạp hỏa vân, lơ lửng ở kim sắc sư tử cách đó không xa, ở trên cao nhìn xuống nói. Kim sắc sư tử nghe vậy, khó khăn mở ra cặp mắt của hắn, hờ hững nhìn xem cái kia thánh hỏa long sư nói, ta sơ đại hỏa linh cho ngươi, vì sao ngươi còn muốn giết ta? Hừ, ngươi sẽ như vậy hảo tâm. Kim Phi Lân nhe răng cười một tiếng, khinh thường nói, có nhiều thứ, chỉ có phí hết tâm tư lấy được, mới có thể cảm thấy đầy đủ chân quý, ngươi có thể cho ta, khẳng định không bằng chính ta lấy được. Kim sắc sư tử nghe vậy, không tiếp tục để ý Kim Phi Lân. Cùng dạng người này, nói lại nhiều đều không có ý nghĩa gì. Không nói, vậy ngươi từ từ chờ chết a, mất đi sơ đại hỏa linh ngươi, không có khả năng chịu được nơi này hỏa diễm phần luyện, không bao lâu, liền có thể hóa thành kiếp cho. Kim Phi Lân cười lạnh nói. Ở kim sắc sư tử đỉnh đầu, có một đoàn ngọn lửa màu vàng đang sôi trào, hỏa diễm chậm rãi thành hình,
trên không trung ngưng tụ thành một cái kim sắc sư tử con. Nhìn qua ngọn lửa màu vàng óng kia sư tử, Kim Phi Lân ánh mắt sáng quắc, trong mắt đều là nồng nặc tham lam. Đây cũng là Kim Phi Lân trong miệng cái gọi là sơ đại hỏa linh, bất luận kẻ nào lấy được, cũng có thể làm cho tiềm lực tăng nhiều, có được vô hạn khả năng đột phá. Liền tựa như những chủng tộc khác sơ đại huyết mạch đồng dạng, cường hoành hết sức. Mà đã mất đi kim sắc hỏa diễm kim sắc sư tử, lại càng ngày càng uể oải suy sụp, trên người hắn bộ lông màu vàng óng chậm rãi chóc ra, huyết sắc quang mang cũng chậm chậm biến mất. Thay vào đó là một mảnh bộ lông màu trắng, cái kia bộ lông màu trắng óng ánh trong suốt, giống như băng tinh đồng dạng, chiếu lấp lánh. Bất quá Kim Phi Lân cũng không để ở trong mắt, vẫn như cũ không ngừng rút ra sơ đại hỏa linh lực lượng, trong mắt hắn, kim sắc sư tử chỉ có tử vong một cái này kết cục. Không sai biệt lắm một canh giờ về sau, kim sắc sư tử toàn thân tóc vàng toàn bộ chóc ra, băng chi như thủy tinh bộ lông bao trùm toàn thân. Liền nhanh như vậy không kiên trì nổi, Kim Phi Lân nhìn thấy kim sắc sư tử trạng thái, không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy đoàn kia hỏa diễm kim sư giờ tí, lại không tiếp tục để ý kim sư tử. Chỉ thấy hắn há miệng hút vào, ngọn lửa kia kim sư tử bỗng bị hắn nuốt vào trong bụng. Sau đó thân hình của hắn không ngừng thu nhỏ, chỉ còn lại có một trượng 3,3 mét lớn nhỏ. Hắn vội vàng rơi vào bản thân sớm đã chuẩn bị xong một cái khác tiểu trên phù đảo, bắt đầu luyện hóa. Chờ ta luyện hóa sơ đại hỏa linh, người đoán chừng đã hóa thành kiếp cho, huynh đệ một trận, ta cũng không đành lòng tận mắt thấy ngươi chết đi. Kim Phi Lân lầm bầm lầu bầu cười lớn. Đã mất đi sơ đại hỏa linh kim sắc sư tử. Lại làm sao có thể chống đối bốn phía hỏa diễm nung khô đây? Dừng một chút, Kim Phi Lân lại cười to nói, ngươi cũng đừng nghĩ lấy có người tới cứu ngươi, viên tinh thần này thế giới, đều là của ta người, ngươi từ từ chờ chết. Có đúng không? Kim Phi Lân thoại âm chưa rơi, đột nhiên một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về nguồn thanh âm nhìn tới. Nơi đó, một đạo chớp lóe bay vút qua. Xuất hiện ở kim sắc sư tử vị trí phù đảo phía trên, chỉ thấy trong tay hắn nắm một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm, nhẹ nhàng hướng về những cái kia xích sắt chém tới. Ngươi là ai, dám can đảm tiến vào ta Thánh Hỏa Long Sư Thánh Địa? Chỉ bằng trong tay ngươi phá thiết, cũng muốn chém đứt vạn năm hắc huyền thiết. Kim Phi Lân phẫn nộ hướng về đạo nhân ảnh kia. Chỉ là không chờ hắn nói hết lời, hư không truyền đến liên tiếp thanh thúy kim thạch giao kích thanh âm. Chỉ thấy trong mắt của hắn những cái kia khó có thể chém đứt xích sắt, tất cả đều giống như bùn đồng dạng, đoạn không có áp lực chút nào. Kim Phi Lân con người hơi hơi co rụt lại, kinh hãi nhìn xem đạo nhân ảnh kia, bất quá rất nhanh liền trở nên tham lam. Liền vạn năm hắc huyền thiết đều có thể dễ dàng như thế chém đứt, chuôi kiếm này, lại có thể đơn giản. Nếu là có thể lấy được chuôi kiếm này, lực chiến đấu của mình tất nhiên tăng nhiều. Tam ca, lúc này... Cái kia kim sắc sư tử mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, vẻ mặt kỳ lạ nhìn trước mắt bóng người, song chảo không khỏi vuốt vuốt hai mắt nói, ta đây là đang nằm mơ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiêu Phàm. Có thể xưng Tiêu Phàm vì tam ca sư tử, tự nhiên cũng chỉ có Tiểu Kim. Tiểu Kim, là ta. Tiêu Phàm gật đầu một cái, trên mặt mang nụ cười, nói, ngươi lại nằm một hồi, ta trước giải quyết hắn sẽ hàn huyên với ngươi. Dứt lời, Tiêu Phàm bỗng nhiên nhìn về phía Kim Phi Lân, tay mang theo tu la kiếm chậm rãi đi tới. Động Tiêu Phàm huynh đệ người, ai lại từng có kết cục tốt? Kim Phi Lân không hề bị lay động, ngược lại cười lạnh nói, tam ca. Nói như vậy, các ngươi cũng là huynh đệ, ngươi muốn cứu hắn sao? Kim Phi Lân một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng, ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói, lại giống như nhìn người chết một dạng nhìn xem Kim Phi Lân. Hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, liền bị Tiểu Kim gọi lại, tam ca, không cần động thủ, giết hắn chỉ có thể bẩn tay của ngươi. Giết ta, Kim Phi Lân tựa như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, khinh thường nói, liền bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Hiện tại, ta thế nhưng là có được sơ đại hỏa linh người. Sơ đại hỏa linh, thứ đồ chơi gì, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn chỉ thấy Kim Phi Lân nghĩ đưa Tiểu Kim vào chỗ chết. Người này trong mắt hắn đã là kẻ chắc chắn phải chết. Liền sơ đại hỏa linh đều không biết, Kim Phi Lân khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm, ngạo nghễ nói, sơ đại hỏa linh, thế nhưng là tương đương với sơ đại huyết mạch.
Tiêu Phàm không biết cái này Kim Phi Lân từ đâu tới tự tin, sơ đại huyết mạch mà thôi, thái cổ thần giới vô số chủng tộc, có được sơ đại huyết mạch còn không ít sao. Nhưng cuối cùng, lại có ai có thể đi đến cuối cùng đây? Con đường tu luyện bên trong, chủ yếu nhất vẫn là cá nhân thực lực. Chí ít ở vạn tộc thiên tài bảng 100 người đứng đầu bên trong, Tiêu Phàm không thấy Kim Phi Lân ba chữ này. Nghe được Kim Phi Lân còn đang thẳng thắn nói, Tiểu Kim nhàn nhạt lắc đầu, nói Kim Phi Lân, có lẽ ngươi không biết, có thể đòi mạng ngươi, chính là ngươi trong miệng sơ đại hỏa linh a. Cái gì? Kim Phi Lân sắc mặt trầm xuống, vẫn như cũ khinh thường nói, ngươi đừng lại cái này ăn nói lung tung, ngươi cho rằng có thể dọa đến ta sao? A à, Tiểu Kim khẽ nói một tiếng, lộ ra nụ cười quỷ dị. Bỗng nhiên, Kim Phi Lân trên người bỗng bộc phát ra khí tức kinh khủng, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm từ trong cơ thể hắn mãnh liệt cuộn trào ra, điên cuồng nung khô lấy thân thể của hắn. Dù cho thân thể của hắn chỉ là ngọn lửa vô hình, vẫn như trước bị thiêu đến kêu thảm hết sức. Hỗn trướng, ngươi đối với ta làm cái gì? Kim Phi Lân nhe răng trợn mắt giống giận, hai mắt trở nên đỏ bừng hết sức. Ngọn lửa này, không phải đơn giản nung khô lấy ngoại thân, mà là từ tạng phủ đốt đi ra, so tan nát cõi lòng còn muốn đau đớn vô số lần. Ngươi không phải là muốn sơ đại hỏa linh sao? Ta hiện tại đã cho ngươi, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Tiểu Kim chậm rãi đứng dậy, trên người của hắn bộ lông tất cả đều trong suốt thấu triệt, thánh khiết hoàn mỹ. Quanh thân càng là bốc ti ti hàn khí, liền chung quanh hỏa diễm đều không đến gần được mảy may, thậm chí còn đang không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Những cái kia đến gần hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, hóa thành băng tinh rớt xuống đất mặt. Tiểu Kim, ngươi, Tiêu Phàm nhìn thấy Tiểu Kim bộ dáng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Cái kia đáng sợ hàn khí, vậy mà so Long Vũ còn muốn đáng sợ, hơn nữa, loại này lạnh, dường như đến từ trong xương cốt, đông lạnh triệt người linh hồn. Tam ca, ta không sao. Tiểu Kim cười lắc đầu, cười nói, ngươi còn nhớ rõ, đã từng ta luyện hóa một khỏa băng hỏa thiên long thần cách sao? Tiêu Phàm gật gật đầu, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại mấy chục năm trước, khi đó bọn họ vẫn chỉ là thông thường chiến tông cảnh cùng ngũ giai hồn thú. Một lần dưới cơ duyên xảo hợp, Tiểu Kim nuốt vào một mai song thuộc tính thần cách, vì vậy mà đầy đủ năng lực khống chế ngọn lửa. Chỉ là, Tiểu Kim bây giờ đã là đại đế cảnh tu vi, vì sao còn nói lên viên kia thần cách đây? Cái kia băng hỏa thiên long, không phải chiến hồn đại lục sinh linh. Tiểu Kim hít sâu một cái nói, ta triệt để luyện hóa cái kia thần cách bên trong lực lượng về sau, chiếm được một đoạn ký ức, tìm được cái kia sơ đại hỏa linh. Nói đến đây, Tiểu Kim nhìn chăm chú Kim Phi Lân, giống như cười mà không phải cười nói, nguyên bản lấy được cái này sơ đại hỏa linh, ta cũng thật cao hứng, chỉ là ta không nghĩ tới chính là, sơ đại hỏa linh bên trong còn có một cái linh hồn, hắn muốn đoạt xá ta. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, đằng đằng sát khí nói, sau đó thì sao? Tam ca cũng biết, trong cơ thể ta có chiến hồn đại lục nguyệt thần truyền thừa. Tiểu Kim thở sâu, trầm giọng nói, ta mượn nhờ nguyệt thần truyền thừa, áp chế sơ đại hỏa linh, tịnh phong ấn cái kia linh hồn. Uổng ta đối đãi ngươi như huynh đệ, ngươi dám hại ta. Nghe đến đây, Kim Phi Lân cũng nhịn không được nữa phẫn nộ gào thét lên. Tất cả những thứ này, dĩ nhiên là Tiểu Kim cố ý, nó cố ý nhường bản thân đem sơ đại hỏa linh rút ra. Hại ngươi, Tiểu Kim cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta ly khai nhân tộc địa vực. Xác thực thụ ngươi ân huệ, có thể ngươi lại làm cái gì? Đi theo ta cùng nhau tới trước ba cái huynh đệ, tất cả đều bị ngươi làm hại, chỉ là bởi vì ngươi ngẫu nhiên biết được ta được đến một đoàn sơ đại hỏa linh. Ngươi không phải nghĩ ra được sơ đại hỏa linh sao? Vừa vặn, ta cũng muốn đem nó khu trừ thể nội, hiện tại thành toàn ngươi, ngươi không nên cao hứng sao? Tiểu Kim càng nói càng tức phẫn, sát khí cũng càng ngày càng đậm hơn. Tiêu Phàm cũng đại khái hiểu nguyên nhân hậu quả, con người càng ngày càng lạnh, sau đó Tiểu Kim đem những cái này năm trải qua sự tình đại khái nói cho hắn một lần. Nguyên lai, Tiểu Kim lúc trước bị đế tử Yên làm hại, nhưng hắn lấy một địch ba, Tiểu Kim cùng ba đầu thú tộc dục huyết phấn chiến, cuối cùng cùng ba đầu kia thú tộc đồng quy vu tận. Tiểu Kim tự nhiên không có chết thật, mà là cùng ba đầu kia thú tộc diễn một trận giả chết hí, cuối cùng bọn họ một đường trốn vào hỏa tộc. Hỏa tộc cùng nhân tộc vốn liền nhau, đường đi cũng không xa xôi. Lúc ấy,
Tiểu Kim vừa lúc triệt để luyện hóa cái viên kia thần cách bên trong ký ức, biết được sơ đại hỏa linh địa điểm ẩn thân. Trên đường, Tiểu Kim ngẫu nhiên gặp được Kim Phi Lân, Kim Phi Lân đối bọn hắn cũng không tệ, bất quá Tiểu Kim một mực đối với hắn ôm lòng đề phòng. Đã trải qua quá nhiều chuyện, Tiểu Kim cũng sẽ không là ngây thơ vô tri. Ở cái kia ba đầu thú tộc trợ giúp phía dưới, Tiểu Kim tốn sức trăm cay nghìn đắng, rốt cuộc đến sơ đại hỏa linh, cũng bỏ ra rất nhiều sức lực, mới phong ấn sơ đại hỏa linh bên trong linh hồn. Nhưng hắn lấy được sơ đại hỏa linh sự tình, lại bị Kim Phi Lân biết được. Khi đó, thân làm thánh hỏa long sư tộc thiếu chủ Kim Phi Lân bên ngoài lịch luyện, lấy hắn lực lượng một người, muốn giết chết Tiểu Kim bốn người bọn họ, tự nhiên không dễ dàng. Hắn hoa ngôn xảo ngữ, đem Tiểu Kim bọn họ lừa gạt đến thánh hỏa long sư tộc địa vực, sau đó trong bóng tối giết chết cùng Tiểu Kim cộng đồng chạy nạn ba cái thú tộc tu sĩ. Tiểu Kim lúc ấy có phát ra cảm giác, có thể khổ vì không có chứng cứ. Mà Kim Phi Lân đối với hắn lại 10 điểm chiếu cố, hơn nữa cho hắn rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhất cử đột phá đến đại đế cảnh. Tiểu Kim nguyên bản đã quên đi sự kiện đó, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Kim Phi Lân vậy mà tại tiên linh tộc thí luyện cổ lộ động thủ với hắn. Hơn nữa, mục tiêu là trong cơ thể hắn sơ đại hỏa linh. Lúc trước nuốt vào sơ đại hỏa linh về sau, Tiểu Kim liền 10 điểm hối hận, bởi vì trong cơ thể hắn hỏa diễm lực lượng, tất cả đều bị sơ đại hỏa diễm thôn phệ. Hắn nhiều lần muốn đem sơ đại hỏa linh khu trừ thể nội, nhưng hắn thử rất nhiều lần, không có một lần thành công qua. Về sau Tiểu Kim linh cơ khẽ động, Kim Phi Lân không phải là muốn lấy được trong cơ thể hắn sơ đại hỏa linh sao, có lẽ hắn phải có biện pháp, vì sao không tá trợ Kim Phi Lân tay, đem sơ đại hỏa linh khu trừ thể nội đây. Mấy năm trước, Tiểu Kim biết rõ Kim Phi Lân chuẩn bị động thủ với hắn, hắn vẫn như cũ xem như cái gì đều không biết, cố ý rơi ở trong tay Kim Phi Lân. Thời gian mấy năm, Kim Phi Lân phí rất lớn công phu, cuối cùng đem trong cơ thể hắn sơ đại hỏa linh rút ra, cái này khiến Tiểu Kim cũng thở dài một hơi. Xác thực đáng chết, nghe đến đây, Tiêu Phàm nhìn chăm chú không ngừng giãy giụa lấy, thống khổ kêu gào Kim Phi Lân, sát khí nặng nề nói. Tiểu Kim, cứu ta, chúng ta thế nhưng là huynh đệ. Kim Phi Lân kêu thảm, thân thể của hắn càng ngày càng nhỏ, linh hồn chi lực càng ngày càng yếu. Cứ tiếp như thế, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ hóa thành kiếp cho. Liền người như ngươi, cũng xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. Tiểu Kim khịt mũi coi thường, cực kỳ khinh thường nói. Không phải Tiểu Kim vô tình, mà là Kim Phi Lân quá lạnh lùng. Ngươi Kim Phi Lân muốn hại ta thời điểm, có từng nghĩ tới là huynh đệ của ta? Không có, đã như vậy, ta lại vì sao muốn cứu ngươi đây? Huống hồ, cái này sơ đại hỏa linh, không phải ngươi một mực tha thiết ước mơ đồ vật sao? Hiện tại rốt cuộc đến, tại sao lại hối hận? Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim lẳng lặng đứng ở cái kia, chờ lấy Kim Phi Lân chết đi, có cái này bá đạo sơ đại hỏa linh phần luyện, Kim Phi Lân hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay, nhưng mà, cũng đúng lúc này, cửa thông đạo lại truyền tới một tiếng quát mắng, lại là ba đầu kia thánh hỏa long sư cuối cùng đã đi tiến đến. Kỳ thật, ba người đã đến có một đoạn thời gian, chỉ là bọn hắn căn bản không dám xuất hiện. Nguyên bản bọn họ nghĩ đến chờ Tiêu Phàm rời đi, lại nghĩ biện pháp cứu Kim Phi Lân. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim căn bản không có rời đi ý tứ, mà là phải trơ mắt nhìn xem Kim Phi Lân bị thiêu chết. Mấy người nhìn thấy bị thiêu đến cơ hồ chỉ còn lại có một hơi Kim Phi Lân, cũng nhịn không được nữa, lúc này mới ra mặt. Nếu như Kim Phi Lân chết ở chỗ này, bọn họ hậu quả khẳng định cũng chẳng tốt đẹp gì. Chỉ là vừa mới Tiểu Kim lời nói bọn họ cũng nghe vào trong tai. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tự hỏi, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Kim Phi Lân, nhưng bọn hắn không thể không ôm một tia hy vọng. Làm sao, các ngươi muốn cứu hắn? Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, một vòng tuyệt thế phong duệ chi khí, đâm đến ba đầu kia thánh hỏa long sư toàn thân phát lạnh. Cái này đại đế cảnh nhân tộc tiểu tử, đích thực quá đáng sợ. Kim Linh tứ tướng, cho ta giết bọn họ, giết bọn hắn. Nhìn thấy ba đầu kia thánh hỏa long sư đến. Kim Phi Lân lực lượng lại đủ rất nhiều, trực tiếp ra lệnh. Ba đầu thánh hỏa long sư ngươi xem lấy ta, ta nhìn vào ngươi, ai cũng không có động thủ. Bọn họ ngược lại là muốn động thủ a, mấu chốt là Tiêu Phàm một kiếm giết bọn hắn một cái huynh đệ,
chỉ bằng ba người bọn họ, cũng chưa hẳn là Tiêu Phàm đối thủ a. Còn lo lắng cái gì? Ta nếu có chuyện bất chắc, các ngươi đều phải chết. Đều phải cho ta chôn cùng. Kim Phi Lân gầm thét. Hắn đã quên đi rồi thống khổ trên người, chỉ muốn đưa Tiểu Kim cùng Tiêu Phàm vào chỗ chết. Ngu xuẩn mất khôn, Tiêu Phàm cười lạnh. Cái này Thánh Hỏa Long sư tộc thiếu chủ, nghiễm nhiên chính là nhà ấm bên trong dưỡng thành đóa hoa, trông thì ngon mà không dùng được. Nếu như hắn Kim Phi Lân chỉ là yêu cầu ba đầu kia thánh đế cảnh Thánh Hỏa Long sư cứu hắn, Tiêu Phàm có lẽ còn không có tức giận như vậy, thậm chí sẽ không để cho hắn chết thống khổ như vậy. Nhưng hiện tại, nếu là ba đầu kia thánh đế cảnh Thánh Hỏa Long sư dám ra tay, Tiêu Phàm không ngại đem bọn hắn đều làm thịt. Hỗn trướng, cho ta giết a. Nhìn thấy ba đầu kia Thánh Hỏa Long sư không hề bị lay động, Kim Phi Lân gào thét không thôi, chỉ là khí lực của hắn càng ngày càng yếu. Ba đầu Thánh Hỏa Long sư mí mắt hơi nhíu, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Các ngươi nếu là nghĩ hiện tại chôn cùng hắn, ta không để ý thành toàn các ngươi. Tiêu Phàm trong mắt sát mang lấp lóe, hàn quang bắn ra bốn phía. Vừa mới chuẩn bị động thủ ba đầu Thánh Hỏa Long sư, lại vội vàng ngừng thân hình, lấy Tiêu Phàm thực lực, quả thật có năng lực giết được bọn họ. Kim Linh tứ tướng, các ngươi cảm thấy ít như vậy chủ, đi theo còn hữu dụng sao? Tiểu Kim thần sắc bình tĩnh nhìn xem ba đầu kia Thánh Hỏa Long sư, nói, theo ta thấy, hắn còn không bằng chết đi coi như xong. Ta mà chết, các ngươi đều phải chết. Kim Phi Lân có chút nóng nảy. Tiểu Kim thái độ 10 điểm kiên định, đây là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết a. Hắn nói không sai, hắn mà chết, chúng ta cũng không sống nổi. Trong đó một đầu Thánh Hỏa Long sư đắng chát cười một tiếng, lắc lắc đầu nói. Ta nói các ngươi có thể sống, các ngươi liền có thể sống. Tiểu Kim lạnh rên một tiếng, nhìn chăm chú Kim Phi Lân nói, nếu như có được Thánh Hỏa Long sư tộc sơ đại hỏa linh, các ngươi nói ta có hay không có thể trở thành các ngươi thiếu chủ đây. Ba đầu Thánh Hỏa Long sư con ngươi co rụt lại, ngay sau đó bỗng cúi xuống cao ngạo đầu. Trước mắt sơ đại hỏa linh, vốn là Thánh Hỏa Long sư tộc, Tiểu Kim nếu là có thể luyện hóa, hoàn toàn có thể trở thành Thánh Hỏa Long sư tộc thiếu chủ. Dù sao, hỏa tộc so với chủng tộc khác mà nói, đẳng cấp càng thêm nghiêm ngặt, có được Thánh Hỏa Long sư tộc sơ đại hỏa linh Tiểu Kim, dù cho hắn cũng không phải là hỏa tộc, cũng sẽ lấy được một ít tộc nhân đồng ý. Hỗn trướng, tộc trưởng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Kim Phi Lân thấy thế, triệt để bắt đầu sợ hãi. Liền Kim Linh tứ tướng đều thần phục Tiểu Kim, hắn dẫy dụa nữa lại có ý nghĩa gì? Tiểu Kim, huynh đệ, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi, tha ta một mạng. Kim Phi Lân quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Tha ngươi, ai lại tới tha ta ba cái kia huynh đệ? Tiểu Kim thần sắc hờ hững, hôm nay, Kim Phi Lân hắn tất sát không thể nghi ngờ. Kim Phi Lân cũng tự biết bản thân khó thoát khỏi cái chết. Lập tức trở nên cực kỳ điên cuồng lên, giữ tợn cười một tiếng, nói, là các ngươi bức ta đó, cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tất nhiên ngươi muốn thân thể của ta, vậy ta thành toàn ngươi. Nói xong, Kim Phi Lân khí thế trên người đại biến, tựa như biến thành một cái khác linh hồn, đồng thời, hắn tu vi ẩn ẩn muốn vượt qua thánh đế cảnh cái này một cửa ải. Không tốt, hắn linh hồn bị nuốt hết, trong đó một đầu Thánh Hỏa Long sư hoảng sợ nói. Lách mình liền xông tới, muốn áp chế Kim Phi Lân. Tiêu Phàm bọn họ cũng không nghĩ đến, Kim Phi Lân vậy mà lại tự sát, chỉ vì để sơ đại hỏa linh bên trong linh hồn giết chết bọn hắn. Người này cũng có đáng giá tán thưởng một mặt a, đây cũng là gieo gió gặt bão. Tiêu Phàm âm thầm thở dài. Ha ha, bản đế rốt cục trọng sinh. Kim Phi Lân càn rỡ cười to, nhìn thấy Thánh Hỏa Long sư đánh tới, lạnh lùng giận dữ mắng mỏ một tiếng, lăn. Theo cái này trục lăn rơi xuống, Kim Phi Lân móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, cùng Thánh Hỏa Long sư đụng vào nhau, lại đem cái kia Thánh Hỏa Long sư đụng bay. Một đám phế vật, Kim Phi Lân nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm lớn răng máu, lạnh giọng nói, dám phản bội bản đế, các ngươi đều phải chết. Mọi người cùng nhau xông lên, mặt khác hai đầu Thánh Hỏa Long sư cũng lấy lại tinh thần đến, hôm nay bọn họ đã nguyện ý thần phục Tiểu Kim, đã tương đương với phản bội Kim Phi Lân. Nếu là Kim Phi Lân bất tử, bọn họ ở những người này đoán chừng đều khó thoát khỏi cái chết. Cũng coi như ba đầu Thánh Hỏa Long sư xông đi lên ứng phó Kim Phi Lân thời khắc,
Tiêu Phàm lại đi tới bị hắn chém giết đầu kia Thánh Hỏa Long Sư một bên. Trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng trong nháy mắt chui vào hai đoàn kia trong ngọn lửa, cuồn cuộn sinh khí nở rộ, chỉ chốc lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Tạ, Thánh Hỏa Long Sư hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, hắn mặc dù kém chút tử vong, nhưng chuyện xảy ra mới vừa rồi lại cũng rõ ràng là gì. Dứt lời, nó thân hình lóe lên, cũng giết tới, Kim Linh tứ tướng đồng thời xuất thủ, Kim Phi Lân lập tức bị áp chế ở hạ phong. Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa ở Tiểu Kim thân một bên, như có điều suy nghĩ hỏi, Tiểu Kim, Thánh Hỏa Long Sư tộc, sẽ để cho ngươi trở thành thiếu chủ sao? Mặc dù hỏa tộc cũng là tiên thiên sinh linh, không có cái gọi là cha mẹ, chính là cường giả chân chính vi tôn thế giới, có thể Tiểu Kim chung quy là ngoại tộc chi nhân. Hơn nữa, nơi này phát sinh sự tình, nhiều như vậy Thánh Hỏa Long Sư biết rõ, nếu là bị Thánh Hỏa Long Sư tộc cường giả biết được, Tiểu Kim sẽ 10 điểm bất lợi. Ta như cắn nuốt Kim Phi Lân chân linh, sẽ không có sự tình. Tiểu Kim suy nghĩ một chút nói. Nói cách khác, ngươi là nghĩ giả mạo Kim Phi Lân thân phận. Tiêu Phàm hiểu thông suốt tới. Nhìn thấy Tiểu Kim gật gật đầu, Tiêu Phàm đột nhiên cười thần bí nói. Đã như vậy, vậy không cần ngươi đi mạo hiểm, ta có một cái biện pháp, tuyệt đối ai cũng sẽ không hoài nghi. Biện pháp gì? Tiểu Kim ánh mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi hỏi. Tiêu Phàm trí tuệ. Hắn là lại quá là rõ ràng, Tiêu Phàm muốn ra biện pháp, tuyệt đối so với hắn muốn đáng tin rất nhiều. Cái này, Tiêu Phàm chậm rãi xòe bàn tay ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu tử kim, đầu đội vương miện, chí tôn quý khí. Hỏa diễm không đặc biệt vật, chính là chí tôn phần thiên viêm. Ngươi là muốn cho hắn luyện hóa Kim Phi Lân chân linh, thay thế hắn trở thành Thánh Hỏa Long Sư tộc thiếu chủ. Tiểu Kim hiểu thông suốt tới. Những năm này, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, sớm đã không phải lấy trước kia đơn thuần vô tri Tiểu Kim. Ngươi có vấn đề hay không? Tiêu Phàm nhìn chăm chú chí tôn phần thiên viêm nói. Không có vấn đề, hỏa tộc thôn phệ, vốn là không thể tầm thường hơn sự tình. Chí tôn phần thiên viêm thần sắc bình tĩnh nói. Nó bây giờ cũng đã đột phá đến đế hỏa đỉnh phong, vừa vặn cần càng nhiều hỏa diễm tinh hoa, đợi ở bên người Tiêu Phàm, còn không bằng tiến về hỏa tộc. Chỉ có ở hỏa tộc, hắn mới được càng nhiều hỏa diễm tinh hoa, tương lai mới có cơ hội, đột phá thánh hỏa cấp độ. Bây giờ càng là có sơ đại hỏa linh để nó thôn phệ, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội đây? Vậy cứ làm như thế, sơ đại hỏa linh đối ta vô dụng. Tiểu Kim gật đầu nói, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Kim Linh Tứ Tướng cùng Kim Phi Lân. Kim Linh Tứ Tướng thực lực không tệ, có thể Kim Phi Lân càng thêm mạnh mẽ bá đạo. Cái kia linh hồn chiếm cứ nhục thể của hắn về sau, trực tiếp đột phá đến thánh đế cảnh. Ngay từ đầu Kim Linh Tứ Tướng vẫn còn thượng phong, nhưng rất nhanh liền bị Kim Phi Lân đè lên đánh, mấy người ngọn lửa trên người đều trở nên ảm đạm ô quang. Liền bằng các ngươi, cũng muốn đối địch với ta. Kim Phi Lân tùy tiện cười to, mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái trong đó một đầu Thánh Hỏa Long Sư trên người mảng lớn hỏa diễm. Cái kia Thánh Hỏa Long Sư kêu rên không thôi. Nhao nhao hướng phía sau thối lui, không dám tới gần Kim Phi Lân mảy may. Một đám phế vật, Kim Phi Lân lạnh lùng cười một tiếng, một đôi đỏ thắm con ngươi hướng về Tiểu Kim, lạnh giọng nói, lần trước không giết chết ngươi, là ngươi hảo vận, lần này, ngươi lại không cơ hội. Dứt lời, Kim Phi Lân đạp không mà lên, hướng về Tiểu Kim chỗ đang từng bước đi tới. Hắn tựa như đã thấy Tiểu Kim quỳ xuống cầu xin tha thứ một màn, lấy hắn thánh đế cảnh tu vi. Còn có ai là đối thủ của hắn? Tiểu Kim thần sắc lạnh lùng, trên người hàn khí càng ngày càng cường thịnh lên, lông trên người phát càng là giống như hàn băng thần giáp, bao trùm toàn thân. So với những cái kia Thánh Hỏa Long Sư, nó hiện tại tạo hình càng thêm uy vũ bá khí. Ta tới a, Tiêu Phàm không biết Tiểu Kim thực lực làm sao, nhưng Tiểu Kim chỉ là đại đế cảnh đỉnh phong, có thể chưa chắc là thánh đế cảnh Kim Phi Lân đối thủ. Tiểu Kim còn muốn nói điều gì? Tiêu Phàm đã đạp không tiến lên, không thể làm gì khác hơn nói, Tam ca, cẩn thận một chút. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại gật gật đầu, hắn rất muốn nói, cái này Kim Phi Lân, thật đúng là không đáng giá gì hắn cẩn thận. Đem sơ đại hỏa linh cùng chân linh giao ra, bản thân xéo đi, không nên lãng phí thời gian của ta. Tiêu Phàm lăng không mà đứng, phía dưới biển dung nham bốc lên không thôi, nhiệt khí bốc hơi lên.
Kim Linh tứ tướng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn họ đều không biết Tiêu Phàm ở đâu ra tự tin, đây chính là so với bọn hắn liên thủ cũng cường đại hơn thánh đế cảnh a. Tiêu Phàm coi như mạnh hơn bọn họ, thế nhưng mạnh bất quá thời khắc này Kim Phi Lân a. Tiểu Kim cũng là ánh mắt sáng quắc, ánh mắt bên trong có vẻ mong đợi, mấy chục năm không thấy huynh đệ, bây giờ lại đạt đến như thế nào độ cao đây. Ha ha, ngươi một cái nhân tộc tiểu tử, không nên tới xen vào việc của người khác, tất nhiên ngươi muốn chết, bản đế thành toàn ngươi. Kim Phi Lân căn bản không mắt nhìn thẳng Tiêu Phàm một cái. Nhân tộc cá thể thực lực, cùng tiên linh tộc hỏa tộc so sánh, chênh lệch nhiều lắm, căn bản không còn cùng một cái cấp độ. Nói xong, Kim Phi Lân há mồm phun ra một đạo kim sắc hỏa trụ, bay thẳng Tiêu Phàm mà đến. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích, Kim Phi Lân còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ choáng váng, liền chạy trốn đều quên. Chạy mau, Kim Linh tứ tướng sắc mặt biến hóa, bậc này bá đạo hỏa diễm, nếu là đánh trúng Tiêu Phàm, đoán chừng không chết cũng sẽ lột ra. Chỉ là, Tiêu Phàm vẫn như cũ không hề bị lay động, Kim Linh tứ tướng đã không đành lòng nhắm hai mắt lại. Bất quá, khi bọn hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, không khỏi trợn mắt hốc mồm, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Tiêu Phàm trước người, một vòng hỏa diễm động thiên điên cuồng xoay tròn, Kim Phi Lân phún ra tất cả hỏa diễm, tất cả đều bị cái kia hỏa diễm động thiên hấp thu không còn một mảnh. Đừng nói thiêu chết Tiêu Phàm, chính là tới gần Tiêu Phàm cũng khó khăn. Đạo hỏa hồng lô, Kim Linh tứ tướng hít một hơi lạnh, như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Khó trách hắn không hề bị lay động, có được đạo hỏa hồng lô Tiêu Phàm, xác thực không cần thiết e ngại Kim Phi Lân. Sảng khoái, lại đến. Vô tận động thiên bên trong, truyền đến vô tận chi hỏa cần ăn đòn thanh âm. Những ngọn lửa này, đối với nó mà nói, thế nhưng là vật đại bổ, đến bao nhiêu, hấp thu bao nhiêu. Tính là ngươi hảo vận, Kim Phi Lân lạnh rên một tiếng, quay người liền chuẩn bị đào tẩu. Thế nhưng là, Tiêu Phàm lại làm sao có thể nhường hắn chạy thoát đây? Kim Phi Lân vừa mới quay người, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Tu La đại thế giới, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, một cái hôi hắc sắc tuyền qua từ trên người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt đem Kim Phi Lân thân thể cho chém vỡ nát, hóa thành từng đoàn thật nhỏ hỏa diễm bay vụt hư không. Tê Kim Lân tứ tướng hít một hơi lạnh, chỉ cảm thấy trong lòng mãnh liệt run rẩy. Ra đầu đều hơi tê tê. Cái kia lấy một địch bốn, đẩy lui bọn họ Kim Linh tứ tướng Kim Phi Lân, lại bị Tiêu Phàm một đòn giết đi. Nếu như không phải tận mắt thấy, đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mấy người lúc này mới hồi tưởng lại vừa rồi Tiêu Phàm nói câu nói kia, để Kim Phi Lân bản thân xéo đi, không nên lãng phí hắn thời gian. Hiện tại xem ra, không phải là lãng phí Tiêu Phàm thời gian sao? Hắn rốt cuộc là ai? Cho dù là hỏa tộc tuyệt thế thiên kiêu hỏa chí tôn, cũng chưa chắc có thể một đòn miểu sát Kim Phi Lân a. Kim Linh tứ tướng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nhân loại đáng sợ như thế tu sĩ, tuyệt đối không phải không có tiếng tăm gì hạng người. Bốn người trong lòng âm thầm thề, bất kể như thế nào không nên đắc tội Tiêu Phàm, nhân vật bậc này, cũng không phải bọn họ có thể đắc tội nổi. Tam ca mạnh như vậy, chẳng lẽ, Tiểu Kim kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Ngay sau đó trong đầu không khỏi hồi tưởng lại một cái tên, Kiếm Hồng Trần chính là Tam Ca. Nói không nên lãng phí thời gian, người không tin, Tiêu Phàm lại tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Buông tay một chiêu, hai đám lửa bay vụt mà tới, tiện tay kín đáo đưa cho Chí Tôn phần thiên viêm, trầm giọng nói, luyện hóa bọn chúng. Là, chủ nhân, Chí Tôn phần thiên viêm kinh hỉ hết sức, một ngụm nuốt vào Kim Phi Lân chân linh, cùng cái kia sơ đại hỏa linh. Muốn triệt để luyện hóa hai thứ đồ này, đoán chừng cũng cần rất nhiều thời gian. Tiểu Kim, cùng ta trở về. Tiêu Phàm thở sâu, nhìn về phía Tiểu Kim nói. Những năm này, Tiểu Kim cũng đang bên ngoài chịu không ít đau khổ, bây giờ Tiêu Phàm, đã có đủ thực lực phù hộ người bên cạnh. Tiểu Kim nhìn về phía cái kia Kim Linh tứ tướng, cuối cùng lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, Tam ca, ta sẽ trở về, nhưng không phải hiện tại. Tiêu Phàm một trận trầm mặc. Hắn phát hiện, bây giờ Tiểu Kim cùng trước kia xác thực bất đồng. Gần 30 năm thời gian, phát sinh sự tình nhiều lắm, Tiểu Kim đã thành thục rất nhiều. Yên tâm đi, Tam ca, ta sẽ không có chuyện gì, lần sau gặp lại, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên.
Tiểu Kim tự tin cười nói, hắn biến thành một thanh niên bộ dáng, ngược lại là 10 điểm anh tuấn. Ta ở nhân tộc chờ ngươi, Tiêu Phàm trọng trọng gật đầu. Hắn không biết Tiểu Kim lưu lại là vì cái gì, nhưng hắn biết rõ, Tiểu Kim chắc là sẽ không nhường hắn thất vọng. Sau một ngày, Chí Tôn phần thiên viêm luyện hóa sơ đại hỏa linh cùng Kim Phi Lân chân linh vảy, nó thân hình lóe lên, liền biến thành Kim Phi Lân bộ dáng. Khí tức trên thân cường hoành hết sức, ẩn ẩn có loại muốn đột phá thánh đế cảnh xu thế. Tiêu Phàm lại cho Chí Tôn phần thiên viêm thông báo một ít chuyện, đặc biệt là muốn bảo vệ Tiểu Kim an nguy. Về phần Chí Tôn phần thiên viêm trở thành Kim Phi Lân bộ dáng, bên ngoài những cái kia thánh hỏa long sư là không thể nào biết. Mà biết Kim Linh tứ tướng, Kim Phi Lân chết cùng bọn hắn ít nhiều cũng có chút quan hệ, bọn họ đương nhiên sẽ không nói cho thánh hỏa long sư tộc trưởng bối. Giao phó xong tất cả mọi chuyện, Tiêu Phàm lúc này mới rời đi, Kim Linh tứ tướng bên trong hai người chủ động cho Tiêu Phàm dẫn đường, hơn nửa tháng về sau, Tiêu Phàm liền ngồi lên tiến về phi tiên cổ thần chu. Tiên linh tộc thí luyện cổ lộ chuyến đi, đối với Tiêu Phàm mà nói, chỉ có thể xem như một việc nhỏ xen giữa. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi chạy tới phi thiên cổ, theo Kim Linh tứ tướng tiết lộ, vạn tộc đổ vực chi chiến, đã tiến hành đã mấy ngày. Như thế tính ra, hắn ở trong hư vô, vậy mà không sai biệt lắm ngốc nửa năm thời gian. Hy vọng còn kịp, Tiêu Phàm đứng ở một chiếc thần chu phía trên, ngắm nhìn vô tận trong hư vô, âm thầm trầm ngâm nói. Mà lúc này, vạn tộc thí luyện cổ lộ cuối cùng, một mảnh minh mông cổ đại lục lơ lửng ở vô tận hư vô, giống như một chiếc siêu cấp thần chu đồng dạng. Cổ đại lục tên là Phi Tiên Cổ. Phi Tiên Cổ, vô cùng minh mông, thần bí đến cực điểm, tồn tại vô tận tuế nguyệt. Truyền văn, nó là thượng cổ đại kiếp, thái cổ thần giới vỡ nát sau lưu lại một khối cổ địa, táng lấy quá nhiều bí mật. Cho dù là thánh đế cảnh cường giả. Đối với nó cũng duy trì nên có kính sợ, không dám quá phận thăm dò. Cũng có người nói, khu cổ địa này, tồn tại vô số thành thánh cơ duyên. Bởi vậy, nơi này cũng là vạn tộc thí luyện cổ lộ trên tất cả tu sĩ mục tiêu cuối cùng. Chỉ là, bằng vào thực lực của mình, muốn đến nơi đây người, vạn người không được một. Thậm chí, dù cho phi tiên cổ đang ở trước mắt, người bình thường cũng khó có thể đăng lâm, dường như tồn tại khác một phiến thời không. Chỉ có ngàn năm nhất giới vạn tộc đổ vực chi chiến lúc bắt đầu, phi tiên cổ mới có thể hiển lộ ra, trở thành vạn tộc đổ vực trận chiến trường. Vô số năm qua, phi tiên cổ lây dính vạn tộc vô số máu tươi, không biết thôn phệ bao nhiêu vong hồn, trở thành đông đảo đại đế cảnh cường giả nơi chôn xương. Giờ phút này, một chỗ mênh mông trên chiến trường, tụ tập vô số thần chu. Thần chu phía trên, đứng đấy đủ loại hình thù kỳ quái sinh linh, có long tộc, có phượng tộc. Cũng có lang tộc. Nhân tộc vẻn vẹn chỉ là một cái trong số đó mà thôi, hoàn toàn có thể không đáng kể. Một chiếc thần chu cách đó không xa, hai đạo bóng người chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ, hư không run không ngừng lấy, như kinh lôi nổ vang quanh quẩn ở khắp nơi. Đó là cái khác đại đế cảnh cường giả tối đỉnh đang quyết đấu, uy lực khủng bố tuyệt luân, nếu là Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra hai người bọn họ, chính là Hoang Vô Cương cùng Ma Long Tử. Nếu như là bình thường tiểu thế giới, lấy hai người thực lực đoán chừng đã sớm vỡ nát hư không. Nhưng phi tiên cổ không gian bích lũy dị thường kiên cố, đừng nói đại đế cảnh, chính là thánh đế cảnh, cũng chưa chắc có thể đánh nát hư không, phá mở không gian bích lũy. Đây cũng là vạn tộc đem phi tiên cổ xem như vạn tộc đổ vực chi chiến trường nguyên nhân chủ yếu. Hoàng Vô Cương, người có thể phải kiên trì lên A. Nửa ngày, có thể kiên trì đến bây giờ đã không tệ. Cái kia Ma Long Tử thế nhưng là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng thứ tư hơn trăm cường đại nhân vật A. Hoàng Vô Cương ở năm đại thánh tử bên trong, vẻn vẹn xếp hạng cuối cùng mà thôi, coi như hắn không địch lại, còn có bốn người, đủ để cho nhân tộc vãn hồi mặt mũi. Nhân tộc tu sĩ bên trong, rất nhiều người lặng lẽ nghị luận, phần lớn người cũng không quá xem trọng Hoàng Vô Cương, ai kêu Ma Long Tử thực lực quá mạnh đây. Đến phi tiên cổ nhân tộc tu sĩ không ít, đáng tiếc. Cơ hồ tất cả mọi người đều không có tư cách tham gia vạn tộc đổ vực chi chiến, chỉ có thể lo lắng suông. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất hai người cũng tàng trong đám người, âm thầm lắc đầu. Nếu là Lão Tam ở trong này liền tốt, cái gì Ma Long Tử, Ngọc Long Tử, hết thảy dẫm ở dưới chân. Nam Cung Tiêu Tiêu âm thầm nói thầm.
nhị ca, tam ca biệt hiệu kiếm hồng trần đến nay cũng không có xuất hiện, hắn không có sao chứ? Quan Tiểu Thất thần sắc hết sức ngưng trọng. Từ khi kiếm hồng trần ba chữ này biến mất sau, Quan Tiểu Thất vẫn không có qua khuôn mặt tươi cười. Lão tam mệnh cứng, không có việc gì. Nam Cung Tiêu Tiêu biến sắc, trên mặt miễn cưỡng gạt ra vài tia nụ cười, trầm giọng nói, hắn để cho chúng ta cố gắng đột phá thánh đế cảnh, bây giờ chúng ta đã làm được, nếu như hắn sẽ không đến, lão tử làm quỷ đều không buông tha hắn. Tam ca sẽ trở lại. Quan Tiểu Thất đầu như gà con mổ thóc một dạng. Hai người bọn họ huynh đệ xông xáo nhân tộc thí luyện cổ lộ, mặc dù chưa từng đạt tới cuối cùng, nhưng hai người đã thành công đột phá đến thánh đế cảnh. Dù cho ở man hoang cổ cương trong thế hệ trẻ, cũng coi là đỉnh cấp nhân vật. Oanh, một tiếng nổ vang, chỉ thấy một bóng người giống như lưu tinh hướng về nhân tộc vị trí nộ xạ mà đến, hung hăng đập trên mặt đất. Hư không, một bộ hắc bào ma long tử lăng không mà đứng, khinh thường nói, nhân tộc, quá yếu. Ma long tử vẻ mặt ngạo nghễ, kiến thức Tiêu Phàm cường đại về sau, hắn khiêu chiến nhân tộc tu sĩ không thể không cẩn thận, có thể để hắn thất vọng là, cũng không phải là mỗi nhân tộc tu sĩ, đều cùng Tiêu Phàm một dạng cường đại. Đem địa vực ngọc bài giao ra, ma long tử mặt không thay đổi nhìn phía dưới, toàn thân máu me đầm đìa hoang vô cương nói. Vừa rồi một kích cuối cùng, cơ hồ muốn hoang vô cương mệnh. Ta còn không có bại. Hoang vô cương giấy giụa lấy đứng dậy, ai ngờ quá mức khích động, lại phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, dưới chân như nhũn ra, lại ngã sấp xuống trong phế tích. Y phục nhuốm máu, bí mật mang theo cho bụi, bộ dáng nhìn qua chật vật không thôi. Nhân tộc nếu là đều là ngươi mặt hàng này, cái kia khoảng cách diệt tuyệt cũng không xa. Ma long tử nâng tay phải lên, thần lực quay cuồng, một đạo trưởng cương ngưng tụ thành hình. Khí thế mạnh mẽ quét sạch mà ra. Một trưởng này nếu là rơi xuống, hoang vô cương hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta bại, không đợi ma long tử trưởng cương rơi xuống, một chiếc thần chu phía trên, đột nhiên truyền đến một giọng già nua. Chỉ thấy một cái hồi y lão giả chậm rãi tiến lên, trên người lưu động lấy một loại huyền diệu năng lượng ba động, phất tay, hoang vô cương thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở thần chu bên trên. Cùng lúc đó, một vệt sáng bắn ra, bị ma long tử nắm trong tay. Đó là một khối ngọc bài, đại biểu cho một cái địa vực. Không phải liền là một cái địa vực sao? Lãng phí bản đế thời gian. Ma long tử cười lạnh một tiếng, thu hồi ngọc bài, ở trên cao nhìn xuống nói, nhân tộc, còn có ai có thể một trận chiến? Ma long tử giọng nói vô cùng bá đạo, ánh mắt bên trong là tràn đầy vẻ khinh miệt. Từ khi kiếm hồng trần ba chữ này biến mất ở trên vạn tộc thiên tài bảng, hắn thì có loại xoay người làm chủ nhân cảm giác. Nhìn phía xa không dám cùng hắn đối mặt nhân tộc tu sĩ, ma long tử ngạo khí vô biên, trong lòng lẩm bẩm, kiếm hồng trần, lựa chọn của ta không sai, ngươi xác thực rất mạnh, có thể ngươi cứu được nhân tộc sao? Nhân tộc tu sĩ vẻ mặt hờ hững, ai cũng không có mở miệng. Thứ nhất, cũng không phải là thực lực của mỗi người đều đủ để cùng ma long tử chống lại, hoàng vô cương thân làm năm đại thánh tử một trong, hắn thực lực đã là cùng giai bên trong đứng đầu nhất. Những người khác cho dù là làm sao cường đại, lại làm sao có thể mạnh hơn năm đại thánh tử đây. Mặt khác, cũng không phải là mỗi người cũng có tham gia đổ vực trận chiến tư cách, chỉ có bị năm đại cổ cương giao phó địa vực người, mới có thể tham gia. Liền tựa như hoang vô cương cùng Tiêu Phàm, bọn họ cũng có ba cái địa vực đánh cược quyền lực. Đại ca, cho ta một mảnh địa vực ngọc bài. Hoang vô lân tiến lên, ánh mắt u lãnh hướng về ma long tử, đằng đằng sát khí nói. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hoàng vô cương lắc đầu. Từ lần trước được chứng kiến Tiêu Phàm cường đại về sau, Hoàng vô cương những năm này cũng đã trưởng thành rất nhiều, ở trên vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng chừng 600 tên. Nhưng hắn không nghĩ tới, bản thân vẫn như cũ không phải ma long tử đối thủ. Giờ phút này, Hoàng vô cương trong đầu không tự chủ được nhớ tới Tiêu Phàm khuôn mặt, thầm nghĩ trong lòng, kiếm hồng trần, không biết ngươi có phải hay không ma long tử đối thủ đây. Hoàng vô lân còn muốn nói điều gì, lại bị bên cạnh hôi bào lão giả trừng mắt liếc, đành phải hậm hực lui sang một bên. Hậu phương nhân tộc tu sĩ một trận thở dài, Hoàng vô cương cũng không là đối thủ, ai có thể chiến thắng ma long tử đây. Nếu như không phải ma long tử đối thủ, đi lên cũng chỉ bất quá hai tay kính dâng ra địa vực mà thôi. Nhân tộc không người nào sao? Ma long tử quát lạnh nói.
trận chiến ngày hôm nay, đã để hắn tìm về những ngày qua tự tin. Ta tới chiến ngươi, cũng liền ở Ma Long Tử chuẩn bị lui sau khi trở về, nhân tộc một chiếc khắc thần chu phía trên, một người mặc huyết sắc chiến giáp thanh niên đi lên trước. Hắn dáng người khôi ngô, khiêng một chuôi huyết sắc đại đao, bên hông còn vác lấy một chuôi đoạn nhận, trên người càng là tản ra một cỗ cực kỳ máu tanh khí tức. Chiến gia đệ nhất thiên tài, chiến phủ đồ. Rất nhiều người nhận ra huyết sắc chiến giáp thanh niên thân phận, không khỏi kinh hô mà ra, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Chiến phủ đồ, chính là nhân tộc thiên kiêu bên trong, không có gì ngoài năm đại thánh tử bên ngoài cao cấp nhất nhân vật. Có người từng nói, nếu như chiến phủ đồ là xuất từ ngũ đại gia tộc, năm đại thánh tử vị trí, tất nhiên có hắn một cái. Rốt cục có cái đàn ông, Ma Long Tử khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, người nghĩ cược mấy cái địa vực. Từng cái cược, bản đế cũng không có gì kiên nhẫn. Hai cái, chiến phủ đồ lạnh như băng nói, trên người xương máu lượn lờ, sát tâm nổi lên. Lời còn chưa dứt, hắn tiện tay ném ra hai cái ngọc bài. Lúc này mới có ý tứ, Ma Long Tử tự tin cười một tiếng. Vạn tộc đổ vực chi chiến, có thể không người nào dám đổi ý, một khi đổi ý, chủng tộc khác cũng có thể hợp nhau tấn công. Đã từng có một cái nhị lưu chủng tộc tự cho là thực lực cường đại, công nhiên đổi ý, về sau tất cả tham gia vạn tộc đổ vực trận chiến người toàn bộ bị diệt, càng là bồi thường mấy chục cái địa vực. Từ đó về sau, nhất định đổ chiến thành lập, lại cũng không ai dám ở vạn tộc đổ vực bên trên đổi ý. Ma Long Tử cũng lộ ra hai khối địa vực ngọc bài, tiện tay ném trong hư không, hắn thấy, hắn là không thể nào thua trận ngọc bài. Nhường ngươi một chiêu, ra tay đi. Ma Long Tử hoàn toàn không nhìn chiến phủ đồ sát khí trên người cùng chiến ý. Xem như Long tộc ba đại Long Tử một trong, hắn quả thật có bản thân kiêu ngạo vốn liếng. Chiến phủ đồ không nói nhiều, lách mình liền xuất hiện ở Ma Long Tử trước người, trên vai hắn trường đao chẳng biết lúc nào rơi xuống, chán phóng một đạo dài chừng 10 trượng đao cương, sắc bén đến cực điểm. Hư không nhắc lên một trận cuồng phong mưa lớn. Chỉ thấy huyết sắc kia đao cương mang theo một cỗ khí thế cuồng phách nổi giận chém mà ra. Ma Long Tử sắc mặt hơi đổi một chút, không chút do dự hướng về một bên tránh đi, đồng thời liên tiếp đánh ra mấy chưởng. Phốc phốc, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, Ma Long Tử cả người đột nhiên hướng phía sau bắn ra, chỉ thấy bộ ngực của hắn, xuất hiện một đạo xúc mục kinh tâm vết đao, máu tươi không ngừng dâng trào ra ngoài. Thật mạnh, chiến phủ đồ, ủng hộ. Nhân tộc tu sĩ thấy thế, trong mắt tinh quang lập lòe, nhao nhao kêu lên, cho chiến phủ đồ động viên. Chiến phủ đồ thực lực, xác thực siêu vượt tất cả mọi người ngoài ý muốn, khó trách hắn dám duy nhất một lần cược hai vực, bậc này khí phách, coi như là cho nhân tộc trưởng mặt. Đã nói xong để cho ta một chiêu đây. Chiến phủ đồ con người băng lãnh, khiêng trên vai huyết đao, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ma Long Tử nhìn mình ngực, sắc mặt khó coi hết sức. Vừa rồi một đao, nếu như không phải xuất thủ kịp thời, hắn coi như bị chém thành hai đoạn. Nghĩ đến bản thân mới vừa nói khoác mà không biết ngượng, Ma Long Tử sắc mặt lạnh lẽo hết sức, nhe răng cười nói, lúc này mới có chút ý tứ, nếu là dễ như trở bàn tay giết ngươi, vậy cái này vạn tộc đổ vực chi chiến cũng quá không có ý nghĩa. Cẩn thận trang bức bị sét đánh, nhân tộc tu sĩ bên trong có người quát lớn nói. Ma Long Tử lạnh lùng chừng nhân tộc tu sĩ vị trí một cái, ngoại thân bỗng nhiên xuất hiện vô số tỉ mỉ long lân, hắn móng vuốt cũng thay đổi thành long chảo, khí thế bỗng bạo tăng gấp một. Nhân tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, lập tức tịt ngòi. Ai cũng không ngờ tới, Ma Long Tử vừa mới đánh bại Hoang Vô Cương, lại còn bại lộ lấy thực lực. Chết, gầm lên một tiếng, Ma Long Tử móng vuốt hung hăng giận vung mà xuống, một đạo hắc sắc chớp lóe lăng không chém tới. Chiến phủ đồ vội vàng dùng huyết đao ngăn tại trước người, vẫn như trước bị lợi mang đánh trúng, lồng ngực bị sinh sinh mở ra, thân thể giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra. Ma Long Tử cũng không có như vậy bỏ qua, thừa cơ tiến lên, một cước hung hăng dẫm lên chiến phủ đồ ngực, xương cốt vỡ nát thanh âm vang lên. Mấy tức về sau, Ma Long Tử một cước hung hăng đem chiến phủ đồ dẫm xuống lòng đất, mặt đất xuất hiện vô số khe hở. Một kích này cường thế, bá đạo, thế như trẻ tre. Nhân tộc tu sĩ lặng ngắt như tờ, bọn họ không thể không thừa nhận, Ma Long Tử thực rất mạnh. Đối mặt hung hăng như vậy Ma Long Tử,
bọn họ đều có một loại cảm giác bất lực, dù cho mặt khác thánh tử cũng không ngoại lệ. Còn có ai? Ma Long Tử hai tay vác sau lưng, giống như một tôn tuyệt thế chiến thần, toàn thân bao trùm lấy long lân, chỉ lộ ra một đôi con ngươi đen nhánh. Lúc đưa tay, Ma Long Tử liền đem cái kia 4 khối ngọc bài bỏ vào trong túi. Ma Long Tử, người đừng muốn phách lối, ta nhân tộc kiếm hồng trần nếu ở, nơi nào còn có người phách lối phần. Yên lặng ngắn ngủi về sau, nhân tộc tu sĩ bí mật truyền âm nổi giận nói. Tiêu Phàm biệt hiệu, rất nhiều nhân tộc tu sĩ đều biết, nhất là man hoang cổ cương tu sĩ. Hiện tại, hoang vô cương cùng chiến phủ đồ chiến bại, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở Tiêu Phàm trên thân. Kiếm hồng trần, Ma Long Tử híp híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nồng đậm sợ hãi, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, khinh thường nói cầm một người chết cùng bản đế so. Hắn cũng xứng, nhân tộc tu sĩ tức giận hết sức, nhưng lại không biết nói gì. Ma Long Tử đúng không, nếu không ta bồi ngươi chơi. Cũng đúng lúc này, nhân tộc tu sĩ bên trong, đột nhiên lại truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc. Đám người âm thầm kinh hãi, Ma Long Tử thực lực đã để bọn họ cực kỳ bất lực, không nghĩ tới còn có người dám theo Ma Long Tử kêu gào, không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Ngẩng đầu nhìn tới, lại là đám người không tự chủ được nhường ra một con đường, chỉ thấy một người mặc áo ba lỗ màu đen cùng ngang gối quần sóc nhỏ, để chân bàn chân nhỏ, đầu đội lấy mũ rơm thân ảnh đi ra. Cơ thể hình gầy gò, thân hình thấp bé, nhìn qua liền tựa như một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Đám người thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Ở đâu ra tiểu thí hài, cút nhanh lên đến đằng sau đi. Có người quát khẽ, bọn họ những người này đều không phải là Ma Long Tử đối thủ. Một cái 13-14 tuổi thiếu niên, lại làm sao có thể đánh thắng được Ma Long Tử đây? Như vậy đi lên, không khác cùng muốn chết không hai. Người kia quát lớn thiếu niên, cũng thì không muốn thấy thiếu niên đi chịu chết mà thôi. Nhưng mà, thiếu niên lại không có để ý tới bọn hắn, chậm rãi đi tới, hắn nhìn qua rất chậm, lại làm cho người bắt không đến hắn chân thực thân ảnh. Tốc độ thật nhanh, đám người kinh hãi không thôi, lúc này mới đối thiếu niên này lau mắt mà nhìn. Nhân tộc xem ra thực không người, vậy mà để một cái tiểu thí hài ra sân, là lấy làm gốc đế sẽ hạ thủ lưu tình sao? Ma Long Tử cười khẩy. Nhân tộc năm đại thánh tử một trong hoang vô cương đều thua, một cái 13-14 tuổi thiếu niên, lại tại sao có thể là đối thủ của hắn? Nhân tộc không nói, bọn họ cũng hết sức tò mò, cái này ở đâu ra thiếu niên, đây không phải tới quấy rối sao? Ngươi không phải nói kiếm hồng trần không xứng cùng ngươi so sao? Ngươi nếu có thể thắng ta, ta liền thừa nhận ngươi lời nói mới rồi. Thiếu niên sờ lên mũ rơm, một bộ bất cần đời bộ dáng. Ma Long Tử nheo mắt, trong lòng âm thầm trầm ngâm, chẳng lẽ, thiếu niên này là kiếm hồng trần liên hệ thế nào với? Ngươi muốn đưa chết, có thể. Bất quá, ngươi nhưng có địa vực ngọc bài. Ma Long Tử thần sắc lạnh lùng, hắn đương nhiên sẽ không bạch bạch xuất thủ. Nếu là thiếu niên ở trước mắt có địa vực ngọc bài, giết hắn liền có thể dễ như trở bàn tay lấy được một hai cái địa vực, cớ sao mà không làm đây? Không có, thiếu niên khẽ gật đầu một cái. Chậm rãi nâng lên đầu, lộ ra một đôi con ngươi đen nhánh, nhe răng cười nói, ta với ngươi cược mệnh. Cược mệnh, đám người con ngươi rút thành một cây châm, kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu niên. Lời này thực sự là từ một cái 13-14 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra được. Làm sao như thế băng lãnh? Thí thần, trong đám người, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất hai người đồng thời lên tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Những năm gần đây, bọn họ vẫn không có thí thần tin tức, không nghĩ tới thí thần vậy mà cũng tới đến phi tiên cổ, hơn nữa còn vì Tiêu Phàm xuất chiến. Ngươi chẳng qua là một đầu tiện mệnh mà thôi, há có thể cùng bản đế so. Ma Long Tử 10 điểm khinh thường. Hắn thấy, thí thần chẳng qua là một tên ăn mày nhỏ mà thôi, hắn đường đường long tộc long tử mệnh, lại còn là một nhân tộc tiểu ăn mày có thể so sánh. Ta thắng, cho ta một khối ngọc bài, ta thua, tùy ý xử trí. Thí thần con ngươi lạnh nhạt. Hắn cũng không để bụng một khối thân phận ngọc bài, nhưng là, hắn không cho phép bị người vũ nhục Tiêu Phàm, dù chỉ là Tiêu Phàm biệt hiệu. Ma Long Tử mí mắt hơi hơi nhảy một cái, người thiếu niên trước mắt này, mang một hắn một loại rất lớn áp lực, nhưng hắn trong lúc nhất thời chần chờ. Còn Ma Long Tử đây,
ngay cả ta thiếu niên nhân tộc cũng không bằng sao. Liền điểm ấy lá gan, cũng dám ngang ngược càn rỡ, đi đớp cứt rồi. Nhân tộc tu sĩ bên trong, truyền đến hai người hét to, hai người không phải người khác, tự nhiên là Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất ở Mang Tiết Tấu. Thí thần thế nhưng là xông qua bách sát tuyệt trận nhân vật, tất nhiên thì ra tin cùng Ma Long Tử một trận chiến, bọn họ tin tưởng, thí thần tất nhiên có hắn lực lượng. Ngay sau đó, nhân tộc tu sĩ khác cũng trào phúng lên, thật vất vả chiếm thượng phong, không cho Ma Long Tử một điểm khó coi, chính bọn hắn đều sẽ xem thường bản thân. Ma Long Tử sắc mặt một trận tái nhợt, có chút âm tình bất định. Chỉ chốc lát sau, trên người tách ra cuồn cuộn sát khí, tiện tay ném ra một khối ngọc bài, lạnh giọng nói, tất nhiên ngươi muốn chết, thành toàn ngươi lại như thế nào. Lời còn chưa dứt, Ma Long Tử cũng đã xuất hiện ở thí thần trước người. Một cái long chảo hung hăng móc hướng thí thần trái tim. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, đám người căn bản không thấy được Ma Long Tử làm sao xuất thủ. Phù một tiếng, Ma Long Tử long chảo trực tiếp xuyên qua thí thần thân thể. Hèn hạ, vậy mà đánh lén, nhân tộc tu sĩ giận mắng không thôi. Ma Long Tử dù sao cũng là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng hơn 400 nhân vật, vậy mà đánh lén một cái nhân tộc thiếu niên. Cái này khiến bọn họ làm sao không tức phẫn đây. Bất quá cũng có một số người không cho là như vậy, bọn họ nguyên bản còn chờ mong thí thần đại phát thần uy, có thể nơi nào nghĩ đến, trực tiếp bị người miểu sát. Không đúng, các ngươi nhìn, đột nhiên, lại có người kinh hô mà ra, kinh ngạc nhìn xem thí thần cùng Ma Long Tử vị trí. Chỉ thấy Ma Long Tử ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, vẻ mặt kinh hãi nhìn trước mắt hắc y thiếu niên. Người vây xem đều có thể rõ ràng cảm thụ sự tình có chút không đúng. Về phần cái gì không đúng, bọn họ lại không rõ ràng. Chỉ có Ma Long Tử minh bạch, trong cơ thể hắn thần lực đang điên cuồng tràn vào thí thần thể nội. Hơn nữa, hắn long chảo muốn quất đi ra, lại bị một cỗ đại lực cắn nuốt, căn bản rút ra không được. Ngươi là ai? Ma Long Tử sợ hãi kêu lên, trên trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Ngươi ngay cả chính mình cũng thấy không rõ, biết rõ ta là ai lại như thế nào. Thí thần khóe miệng hơi hơi dương lên. Chỉ một thoáng, thí thần nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vô tận băng lãnh, khinh thường nói, chỉ ngươi dạng này mặt hàng, cũng xứng không nhìn kiếm hồng trần. Không sợ nói cho ngươi, ngươi ngay cả hắn một đầu ngón tay cũng không xứng. Ma Long Tử con ngươi kịch liệt co vào, hắn làm sao còn không biết, thí thần cùng kiếm hồng trần là cùng một bọn. Long không ở cùng xa, kiếm hồng trần như thế đáng sợ, người đứng bên cạnh hắn há lại sẽ đơn giản đây. Ta nhận thua, địa vực ngọc bài cho ngươi. Ma Long Tử kêu to, ra sức lui về phía sau, trong lòng hối hận tới cực điểm. Bỗng nhiên, hắn một cái khác long chảo hung hăng vung hướng thí thần. Ta còn không có xuất thủ đây, như vậy vội vã nhận thua làm cái gì? Thí thần mỉm cười, một mực bàn tay dễ dàng liền tóm lấy Ma Long Tử long chảo. Ma Long Tử trong lòng hoảng sợ, hắn biết rõ thí thần rất mạnh, nhưng hắn phát hiện, bản thân vẫn là đánh giá quá thấp thí thần. Đừng nghĩ biến long thân, không tin, ngươi có thể thử xem. Thí thần cười híp mắt nói, nụ cười này, để Ma Long Tử toàn thân run lên. Hắn không chút do dự nghĩ đến biến hóa long thân, tránh thoát thí thần ma chảo, nhưng mà nhường hắn thất vọng là, như có một loại lực lượng kỳ lạ ngăn cản hắn. Tu vi của ta. Sau một khắc, Ma Long Tử sợ hãi kêu thành tiếng. Hắn rõ ràng là đại đế cảnh viên mãn, tùy thời đều có thể đột phá thánh đế cảnh, nhưng bây giờ, hắn tu vi, vậy mà rơi vào đại đế cảnh hậu kỳ. Cứ tiếp như thế, hắn chẳng phải là sẽ bị phế bỏ tu vi, trở thành phế nhân. Nhưng mà, cũng liền ở hắn đang lúc tuyệt vọng, chỉ cảm thấy ngực chấn động mạnh một cái, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liền giống như diều đứt dây phi ra. Ở hắn bên tai, lại là vang lên một đạo thanh âm đạm mạc, ngươi không phải muốn biết ta danh tự sao. Nhớ kỹ, tên ta, thí. Phịch một tiếng nổ vang, Ma Long Tử thân thể trọng trọng đập trên mặt đất, trượt ra mấy trăm trượng mới dừng lại. Bộ ngực của hắn hoàn toàn sụp xuống, trong miệng máu tươi cuồng phún, cơ hồ vẻn vẹn còn lại một hơi, thật lâu không cách nào đứng dậy. Tất cả những thứ này, chỉ là cái kia thiếu niên một đòn mà thôi. Nhân tộc tu sĩ cũng tất cả đều thấy choáng mắt, đây chính là đánh bại Hoang Vô Cương cùng chiến phủ đồ Ma Long Tử A.
lại bị cái kia người hiền lành thiếu niên một đòn liền đánh không đứng lên nổi, cái này thực lực của thiếu niên lại phải biết bao khủng bố. Bọn họ đều không nghe được thí thần cùng ma long tử nói câu nói kia, nếu như biết rõ, vậy liền sẽ xem thường. Ma long tử nằm trên mặt đất, toàn thân kịch liệt không ngừng run rẩy, trong đầu còn nhớ lại lấy thí thần vừa rồi tại bên tai hắn lời nói, khóe miệng run rẩy nói thí. Vạn tộc thiên tài bảng, người thứ 14 thí. Vạn tộc thiên tài bảng thứ 14, đại biểu cái gì, ma long tử làm sao không rõ ràng. Phải biết, hắn tiên tổ ma thái hư, cũng vẻn vẹn xếp hạng 11 mà thôi. Thí cái tên này, mấy tháng nay thế nhưng là cực kỳ lửa nóng, 10 đại chủng tộc, chỉ cần có chút danh tiếng, cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu. 3 tháng ngắn ngủi, liền từ không vào bảng, trực tiếp vọt vào người thứ 14. Có người nói, thí là một lão quái vật, cũng có người nói, hắn là một cái tuyệt thế thiên kiêu, từ một cái khác đời sống sót. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thí dĩ nhiên là một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Nếu là khiến người khác biết rõ thí thân phận, đoán chừng đều phải làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Thế nhưng là, ma long tử cũng không dám bại lộ thí thần danh tự, tất nhiên đối phương dám đem danh tự nói cho hắn, chỉ cần hắn dám nói ra, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đến lúc đó, liền không chỉ là tu vi rơi xuống đại đế cảnh hậu kỳ đơn giản như vậy. Quá yếu, nơi xa, thí thần vỗ vỗ y phục, thu hồi cái viên kia địa vực ngọc bài, tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Nhưng mà, nhân tộc vị trí, lại là toàn thể trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem thí thần. Ai cũng không ngờ tới, cái này 13-14 tuổi thiếu niên nhân tộc, vậy mà một đòn liền đem ma long tử đánh bay. Tiểu hữu, ta đại biểu man hoang cổ cương hoan nghênh ngươi gia nhập. Hoang vô cương bên cạnh cái kia hôi y lão giả liền vội vàng tiến lên. Bậc này đáng sợ yêu nghiệt, hắn hoang gia tự nhiên là người đến không sợ. Nếu như đối phương có thể gia nhập hoang gia, tương lai lớn lên mà nói, đối với hoang gia mà nói, thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Lại bị hoang gia Túc lão mời, lợi hại a, ngươi muốn là có thực lực như vậy, khẳng định cũng sẽ bị Túc lão mời. Không biết hắn tên gọi là gì, thực không tin hắn chỉ là một cái 13-14 tuổi thiếu niên, nếu như tiếp qua mười mấy 20 năm, lại sẽ làm sao cường đại. Đám người ngươi một lời, ta một lời, vẻ mặt hâm mộ nhìn xem thí thần, thực lực như vậy, đã đủ để cho 9 thành 9 nhân tộc tu sĩ theo không kịp. Liền hoang gia Túc lão, cũng nhịn không được mời, có thể nghĩ tiềm lực khủng bố. Tiểu hữu, ta Bắc Thần gia tộc hoan nghênh ngươi gia nhập. Ta Hiên Viên gia tộc chân thành mời. Mặt khác tứ đại gia tộc nhao nhao đi ra mấy cái lão giả và lão ẩu, trên người bọn họ tán phát khí tức cực kỳ đáng sợ, dường như cùng chung quanh hư không hòa làm một thể. Mấy người kia, cũng là các đại gia tộc Túc lão, thực lực sâu không lường được, tương đương với nội tình một dạng tồn tại. Đám người chỉ có thể vẻ mặt hâm mộ nhìn xem thí thần, ai bảo bọn hắn không có đầy đủ thực lực đây. Thí thần nhàn nhạt nhìn đám người một cái, lãnh đạm phun ra mấy chữ, không hứng thú. Dứt lời, thí thần quay người liền đi tới biên giới chiến trường nhân tộc tu sĩ vị trí, chỉ là không còn có người dám theo hắn đứng chung một chỗ. Rơi vào đường cùng, thí thần đành phải ở một hòn đá ngồi xuống. Ngũ đại gia tộc Túc lão sắc mặt xấu hổ hết sức, bọn họ dù sao cũng là ngũ đại gia tộc Túc lão, lại bị một cái tuổi trẻ hậu bối không nhìn, cái này khiến bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bất quá nghĩ đến thí thần thực lực, bọn họ lại không tốt nổi giận, bọn hắn một nhà động thủ, mặt khác bốn nhà lấy được đối phương cơ hội liền lớn rất nhiều. Tiểu hữu, lão hủ chính là hoang gia tam tổ, ngươi nếu có thể. Hoang gia Túc lão vẫn như cũ không muốn từ bỏ, vẻ mặt hiền lành nhìn xem thí thần nói. Chỉ là không đợi hắn nói hết lời, thí thần liền khoát tay áo, cắt ngang hắn, nói ta sẽ cân nhắc. Tiểu hữu cũng có thể suy tính một chút Hiên Viên gia tộc. Ta Hiên Viên gia tộc, chính là nhân tộc 3000 vực đệ nhất gia tộc. Một cái khác hắc bào lão giả khẽ mỉm cười nói. Tốt, thí thần nhàn nhạt gật đầu, vạn tộc đổ vực chi chiến còn không có kết thúc đây, các vị tiền bối không nên trước coi trọng nó sao? Nếu như không phải kiêng kỵ những lão gia hỏa này thực lực, hắn trực tiếp liền đuổi người. Ngũ đại gia tộc Túc lão xấu hổ cười một tiếng, đúng vậy a, hiện tại thế nhưng là vạn tộc đổ vực chi chiến đây. Thí thần vừa rồi mặc dù thắng, nhưng bọn hắn lại chưa chắc có thể cười nói cuối cùng.
Ma Long Tử dĩ nhiên chiến bại, nhưng hắn thực lực ở Long Phượng tộc bên trong, không đáng kể chút nào. Đụng đến ta thái cổ Ma Long tộc người, cút ra đây. Quả nhiên, Ma Long Tử vừa mới chiến bại, thái cổ Ma Long tộc cường giả liền không nhịn được đứng dậy, một cỗ khí tức mạnh mẽ quét sạch tứ phương. Là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng thứ 11 Ma Thái Hư. Có người kinh hô không thôi. Ma Thái Hư, thân làm vạn tộc thiên tài bảng người thứ 11 tuyệt thế thiên kiêu nhị quan vương, hắn hung danh tự nhiên vang vọng vạn tộc thí luyện cổ địa. Chủ yếu nhất là, Ma Thái Hư là có thể không cần tham gia cái này vạn tộc đổ vực trận chiến A, dù sao, hắn nhưng là đã từng vạn tộc thiên tài bảng quán quân. Tiên tổ, Ma Long Tử khôi phục mấy phần khí lực, đi lại tập tễnh đi tới. Phế vật, Ma Thái Hư lạnh rên một tiếng, cút sang một bên. Ma Long Tử đắng chát cười một tiếng, đã từng hắn dù sao cũng là Long tộc năm đại Long Tử, bây giờ vậy mà biến thành trong miệng người khác phế vật, đây là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Hắn nguyên bản còn muốn nhắc nhở một chút Ma Thái Hư, đối diện thiếu niên kia chính là không kém gì hắn thí. Nhưng cảm nhận được Ma Thái Hư cái kia bá đạo cùng ánh mắt khinh thường, hắn lời đến khóe miệng, quả thực là nuốt xuống, tịch mịch hướng về Long tộc vị trí đi đến. Có thể chiến thắng Ma Long Tử, thực lực ngược lại cũng xem là không tệ. Ma Thái Hư ở trên cao nhìn xuống quan sát người đối diện tộc tu sĩ, cuối cùng ánh mắt rơi vào thí thần trên người, bình phẩm từ đầu đến chân nói. Sau đó, trong tay của hắn bỗng xuất hiện ba cái địa vực ngọc bài, ngoạn vị nhìn xem thí thần nói, một chỗ một vực cược, quá phiền toái, dám hay không cùng ta cược một trận lớn. Thí thần khịt mũi coi thường, ngoạn vị nói, hóa ra theo ý của ngươi. Một lần cược ba cái địa vực, chính là cược lớn. Xem ra, tầm mắt của ngươi cũng liền chừng hạt gạo mà thôi. Ma Thái Hư sầm mặt lại, ba cái địa vực đánh cược chưa đủ lớn sao? Phải biết, nhân tộc cũng liền 3.000 vực mà thôi, một khi thua, có thể thì tương đương với 1/1000 địa vực không thấy. Vậy ngươi muốn như thế nào cược? Ma Thái Hư lạnh rên một tiếng, 10 điểm khó chịu bị người khinh thường. Ta chỉ có một mảnh địa vực ngọc bài. Thí thần nhún nhún vai, lờ đễnh cười nói, nếu không, chúng ta lại cược mệnh. Lại là cược mệnh, đám người hơi sững sờ, thiếu niên này tuổi tác không lớn, làm sao lại cùng một dân cờ bạc một dạng A, há miệng ngậm miệng liền cược mệnh. Ma Thái Hư nhíu mày, trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Không dám, liền cút sang một bên, đừng làm trở ngại ta xem hí. Thí thần đối Ma Thái Hư cũng không có gì tốt tính, nếu như hắn biết rõ, nửa năm trước đó. Chính là Ma Thái Hư vây giết Tiêu Phàm, đoán chừng hắn liền không chỉ là lạnh lùng, mà là trực tiếp giết tới, muốn Ma Thái Hư mệnh. Ma Thái Hư nghe được thí thần lời nói, lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Bản thân dù sao cũng là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng 11 thiên tài A, há lại sẽ sợ hãi một cái tiểu thí hài. Lật tay ở giữa, Ma Thái Hư trong tay nắm 5 khối địa vực ngọc bài, lạnh lùng nhìn xem thí thần nói. Năm cái địa vực, cược ngươi trong tay ngọc bài, cùng mệnh của ngươi. Có thể, nhìn qua thí Ma Thái Hư bên trong 5 khối ngọc bài, thí thần mỉm cười, không thèm quan tâm tính mạng của mình một dạng. Hy vọng mệnh của ngươi, có thể giá trị 4 cái địa vực, để cho ta lâu chơi một điểm. Ma Thái Hư tiện tay đem 5 khối ngọc bài nhét vào hư không, long hành hổ bộ đồng dạng hướng đi thí thần. Ở Ma Thái Hư cái kia thân thể khôi ngô trước mặt. Thí thần lộ ra 10 điểm nhỏ bé, hoàn toàn có thể không đáng kể, đây là Ma Thái Hư không biến thành long thân điều kiện tiên quyết. Cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, Ma Thái Hư vẻ mặt ngạo nghễ, muốn vãn hồi một điểm mặt mũi. Cùng một cái nhân tộc thiếu niên một trận chiến, coi như thắng, trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu hào quang. Chỉ là Ma Long Tử chiến bại, thái cổ Ma Long tộc cũng chỉ có hắn xuất thủ, nếu không, hắn căn bản là không sẽ ra tay. Ngươi hay là không muốn nhường tốt, ta nếu xuất thủ, ngươi liền lại cũng không có cơ hội. Thí thần duỗi lưng một cái, lơ đễnh nói. Nhìn thấy thí thần bộ dáng, đám người âm thầm kinh hãi. Khá lắm, đây là sự thực không đem Ma Thái Hư để ở trong mắt, vẫn là ra vẻ nhẹ nhõm. Thái cổ Ma Long tộc một phương, Ma Long Tử há miệng muốn nói cho Ma Thái Hư, đứng ở trước mặt hắn cái kia người hiền lành thiếu niên đến cùng là thân phận gì. Nhưng nghĩ đến Ma Thái Hư vừa mới cái kia chửi rủa lời nói, Ma Long Tử khẽ cắn môi, đem lời đến khóe miệng ngữ cho nén trở về.
Ma Thái Hư 10 điểm khó chịu, nên nhẹ nhõm không phải là bản thân sao? Làm sao hiện tại tiểu tử kia so với hắn còn muốn nhẹ nhõm đây? Hừ, bản đế nói nhường ngươi một chiêu, liền nhường ngươi một chiêu. Ma Thái Hư lạnh rên một tiếng, hắn đường đường tuyệt thế thiên kiêu, nhị quan vương, lại làm sao có thể cải biến quyết định của mình đây? Đã như vậy, vậy ta đến. Thí thần nhẹ nhàng sờ lên trên đầu mũ rơm, cười híp mắt nhìn xem Ma Thái Hư, khóe miệng hơi hơi dương lên. Nụ cười kia, chẳng biết tại sao, để Ma Thái Hư cảm giác toàn thân rét run. Cũng ngay tại giây phút này, thí thần bỗng tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là Ma Thái Hư trước người, hắn xòe bàn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ ra. Ma Thái Hư nhíu mày, chỉ ngươi cái này thân thể nhỏ bé, đừng nói đánh bại ta, đoán chừng liền lay đều dung chuyển không được mảy may. Ma Long Tử phế vật này, vậy mà bại bởi đứa trẻ này. Khẳng định là cố ý, Ma Thái Hư trong lòng thầm mắng nói. Dù cho thí thần đến trước người hắn, Ma Thái Hư đều không cảm nhận được bất luận cái gì khí tức nguy hiểm, thực lực như vậy, lại làm sao có thể đánh bại Ma Long Tử đây. Ở Ma Thái Hư xem ra, tuyệt đối là Ma Long Tử cố ý bại bởi thiếu niên này. Nghĩ vậy, Ma Thái Hư lửa giận trong lòng liền không đánh một chỗ đến, ngay sau đó thân thể giống như khinh yến một dạng hướng về sau lưng tránh đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, so thí thần đều muốn nhanh một cái cấp độ. Thí thần đừng nói bại hắn, đoán chừng liền đụng đều không đụng tới hắn. Nhìn thấy một màn này, Ma Thái Hư khóe miệng hơi hơi dương lên, không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường. Chỉ là, hắn rất nhanh liền không cười được. Khi hắn lui lại tránh thoát thí thần một kích kia thời khắc, hắn chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, chẳng biết lúc nào, một bàn tay vậy mà xuyên thủng bộ ngực của hắn, máu tươi vẩy ra. Làm sao có thể, Ma Thái Hư trong lòng kinh hãi. Hắn rõ ràng tránh thoát thí thần một kích kia a, làm sao sẽ bị hắn đánh chung đây. Nhưng sự thật chính là như thế, rõ ràng bị hắn tránh đi thí thần, giờ phút này vậy mà đi tới trước người hắn, một bàn tay hóa thành móng vuốt đâm vào lồng ngực của hắn. Nói cho ngươi còn không tin, ta nếu xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Thí thần tà tà cười một tiếng. Há miệng hút vào, từng đoàn huyền diệu năng lượng trong nháy mắt bị thí thần nuốt vào trong miệng. Cùng lúc đó, Ma Thái Hư chỉ cảm giác lực lượng của mình trong nháy mắt biến mất không ít. Lan, Ma Thái Hư sợ hãi, hắn tụ tập cái này lực khí toàn thân, một chưởng đánh phía thí thần. Không thể không nói, Ma Thái Hư thực lực mạnh. Xa không phải Ma Long Tử có thể so sánh, dưới tình huống như vậy, Ma Long Tử căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Nhưng Ma Thái Hư, vẫn còn có thể thi triển ra cường thế như vậy mà bá đạo một đòn. Thí thần thần sắc đạm mạc, bàn tay hóa chảo, nhẹ nhàng vạch một cái, Ma Thái Hư lồng ngực lập tức phốc suy một tiếng bị mổ ra, ngũ tạng lục phủ vương vãi xuống, máu tươi chảy ngang. Đau đớn kịch liệt, khiến cho Ma Thái Hư vội vàng thu hồi trưởng cương. Khi hắn chuẩn bị công kích lần nữa thời khắc, mới phát hiện, thí thần đã xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, chính lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại nhìn xem hắn. Trong chớp nhoáng này, Ma Thái Hư không khỏi dùng mình một cái, toàn thân hiện nổi da gà lên. Hắn lúc này mới ý thức được, người thiếu niên trước mắt này, xa so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn vô số lần, hắn cũng rốt cuộc biết vì sao Ma Long Tử sẽ thất bại. Liền hắn đều không nhất định là đối thủ. Ma Long Tử như thế nào thí thần địch? Đã nhường ngươi một đòn, hiện tại tới phiên ta. Ma Thái Hư khẽ cắn môi, trong mắt chán phóng dữ tợn quang mang. Thí thần thực lực quả thật không tệ, nhưng hắn vẫn như cũ không cho rằng, thí thần có thể chiến thắng hắn, vừa mới chỉ là thí thần xuất thủ trước đây mà thôi. Ken két Ma Thái Hư thân hình một trận biến hóa, vô số lân giáp bao trùm toàn thân, cơ hồ chỉ lộ ra cặp mắt, dài 3-4 trượng nhục thân. Giống như tinh cương, kiên cố không phá vỡ nổi. Âm dương phân giới thủ, Ma Thái Hư thét mắng một tiếng, hai cái long chảo đánh ra một đạo thủ ấn, một đạo hủy diệt tính xé rách lực lượng trong nháy mắt xuất hiện ở thí thần cách đó không xa. Thí thần sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, mắt thấy cái kia xé rách lực lượng sắp rơi ở trên người hắn thời khắc, da của hắn đột nhiên trở nên đen kịt hết sức. Mỗi một tấc da thịt, đều đen như mực, tỉ mỉ tới cực điểm. Muốn chết, nhìn thấy thí thần đứng ở cái kia không nhúc nhích, Ma Thái Hư tựa như đã thấy thí thần bị xé thành huyết vụ một màn. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy một màn kế tiếp lúc,
tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, con người rút thành một cây châm. Bang bang, từng đợt tiếng kim loại va chạm vang lên, mà Thái Hư Bá Đạo cường thế một đòn, tác dụng ở thí thần trên người, vậy mà va chạm ra vô số ánh lửa. Mà Thái Hư hai cái long chảo, càng là gãy xương không chịu nổi, thiếu chút nữa thì nổ lên. Tê một trận nỗi đau xé rách tim gan truyền đến, bất quá Ma Thái Hư căn bản không có quan tâm, hắn kinh hãi là thí thần biến thái thực lực. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem giữa sân, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Đây thật là người có thể có nhục thân sao? Rất nhiều nhân tộc tu sĩ trong đầu đồng thời hiện lên một cái nghi vấn. Đây chính là Ma Thái Hư a, nhục thân cùng lực lượng, đủ để đứng vào vạn tộc thiên tài bảng 5 vị trí đầu nhân vật, nhục thân vậy mà bại. Chơi chán, vậy liền tới phiên ta. Thí thần cười híp mắt nhìn xem Ma Thái Hư, sau đó chậm rãi vươn ma chảo của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 163.